Suzy nè, ông chụp này tới đấy, hay thay đấy em xong ông nè, ông chui nhầm đường mùi đài, và mà tất mất nè, ông nè bài dự đăng ấy tha. Nhưng mà sao Pauline mang gà mùi đài mình có thả Bilibili. Hay muốn hay là nhầm Pauline nhé, cứ để sao tại phụ khang Bilibili nhé, phụ quạt bàn sponsor mà ông nhầm. Hay để sao tại YouTube họ lôi tạm hỏi xì mình bàn phóng. Nhưng chẳng hãy nhập bê đài Bilibili quạt sponsor ấy, cứ quạt bật chơi chui channel nhầm bàn trai mình tên. Nhưng chẳng hãy nhập bê đài nhầm Pauline mang gà mùi nhầm xong nè, ông nè chui chật châu linh nâng hay mơ mang gà lên đây. Đã nhập nông mang gà Bilibili nhé, cứ viên miền manga lo lo mới chán hay mình sẽ tạm mình cả lời thay tiền nhưng hãy đôi chỗ họ đoàn chẳng muốn được chỗ với cháu xong nhà ở nơi cũng phải chú ý kết lại subscribe mình phong hay nhưng mà xong thôi cả ở con đồ pro hang để quạt bàn đồ nơi đây nhóm tam AVA nhưng hãy bạn ở nơi trong support hay trong đồ nơi đây nhóm được pro hang đó này ở nơi ai đồ nơi đây nhóm tam AVA đại lịch AVA bọn nhóm cư nước nông video mới nhằng hay làm bây chỉ cả ở con nhóm nâng chi diêm upload video ở bàn lưu lưu làm bây chú nó này ở nơi nâng ai mẹ bạn đang hay chỗ video mong ok anh chàng dân châu mà mới anime ba kỳ bỏ dân đại dân châu một chút tập bộ nó cứ dân khơi kêu nâng sơ nâng hạt nâng ngó nâng cứ nhòa pay client mình đang mua hai đồ bảy như thế bằng tay mình sao mà nét đại khóc lại bị kết cứ chỉ ba kỳ nâng hay đại con tài chấm hai riêng cài được bảo ba kỳ mình nâng cứ bàn thưa ở nét đại mình đại hạt bạch quân nâng mình được thom đá nâng cứ nhòa nâng pay client dạng khăng xong bây tại phụ mình pia nâng sơ nâng nó pê đại ba kỳ sơ nâng có phụ vi pay client phòng tài hay một lần tới nước ba kia nước bạn tập của việt tha và trong miền đường tết còn mở rụng khan kê tiết ấy và tối mốc ba kia của bạn từ chùa à bẹ môi mình chưa tha thâu của gao á mi sunari đại quan nó cứ chịu nhà đỏ khăn khai trên kia nên nộp tiền japan năng hay đại quan nó cứ chỉ nhẹ bằng ca ca bậc cuốn ao ấy nhẹ đại hạt bạch côn vay hạt bạch côn làng khăn nó cứ vay cái này hay quan nó một ngày nó cứ về chỉ mỗi ba kia làm pi riêng bộ nhẹ tốt khăng khăng làm nè đại bộ nó cứ việc prong mà bắt tay chụp pon những tiki long tốt số nó làm bay rồi nè hạt bạch côn khăng khăng vay lập đôi chỉ mũi kia bắt tao mắc dương của ban chụp nè tôi tìm mũi đại mình chụp tha đồ ren đại à ta mũi nó cứ miệt thùng mệt tên đại à ta nó cứ thử ban kia đã tốt và hai chỉ vật chọn cò hay môn những chọn cò nó à ta nó ban này dạy tha quạt nó cứ chọn qua nơi ru chiết chanh chẳng hay kia của ban tầm lẽ chọn cò à ta nó lập bật từ các vị chọn co đầm tì ruồi pet nó có ban một bình đất mờ hay mờ khơi thả ta nó cứ nơi ruồi chẳng hay à ta nó có ban ngược láng họ tuột nè diêm pin nè nó đặt ba đôi tuột ba chăng hay vào tổng mốc có chuan này nè diêm pin nè tiết đôi chuan cả làn chăng hay miệt à ta nó cứ thùng mình tên đài sạch ta miệt sạch đùng muốn hay nó pe đài bộ nè diêm nó chọn co ta nó ngọt ngóp à ta nó có chắc đang chọn co bộ nè diêm nó vinh hay có ban dọc chiêm nó sẽ thả khuôn nó nâng tay bà tây chế bọn nằm bây đoàn nhạc lăng vầy hay hay có cậu bàn hai tức tay bà tây chế bọn cháy cháy tay mà đoàn bà tố mốc chương của chùm nhạc tốt tí bì nè bà tây ông lê đài anh nhạc tốt mình nâng cư thử bàn kê đã tốt và hai chì vất đào chọc hay vía nâng cư chong squan nơ rù chít sạp hỏng đài anh chàng hay kê nâng cậu bàn chọc vía ngọp chanh tay mà đoàn tay bàn tán vía nâng cư nơ rùa hay vía bàn cũng tích cả ấy nâng hay miệt rộ bó viên nó cứ đang khu mệnh tên mà để thôi ở bữa này dân viên được cùng mê nhanh chẳng hay việc của bạn do các bạn này dân viên nó bục chù khía hay à bẹt mũi tiết phòng dựa của phương bánh viết của từ bàn viên mặt mặt đầy chùa của đá một lần tập bẹt được số bộ của bóng dân và tôi mốc việc của bạn chinh bị cục năng hay ban tư bị liền nhìn hoa nằm bây hoa tư bị tê chụp bóng nằm bây rồi nè khăn vầy dù mùi và tôi mốc dân của chụp nè tô tị bấy đã viên nó cứ nực nông cục nằm bị tê rồi xì hay viên nó cứ bán rốt chinh bị cục bắt hay 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 vì ban vay nhà diêm là bảo viên đang lằng mơ lên vô làm đòn hay viên đang có lòng đập để cho bọn đôi khi phòng đài hay châu mà đòn tàu thì buôn đại mình mua thằng spec đại kê đang ban không viên đang lằng tăng tay mình tên đại này đã trong trụ viên đang cứ thử tại độ nơi vật thổ đại kinh bị khu này ở đời xa ta spec đang cứ vì ai dọc vật thổ đang cứ viên đang kinh bị cục đang ban hay nhà đại một trụ đang gì mỗi việc nào và muốn đang cứ thử ban viên vay đang tịnh mục ngọc bát thứ hai bản tay nó pe đại từ đó cục độ bảo viên nó cứ viên nó ẩn được trong cục độ bảo viên tê hay viên nó bàn giọt cá nó chập co à bẹ nó được chập co muôn hay bầu của bà bẹ nó hay cứ giọt thằng mình miết cứ mình miết làm bầy cứ thuê trình bị cục năng hay hay cục này cứ mình chỉ cục thỏm đàn nó tê đại viên nó cứ chỉ cục mới nó cứ nước trong cặp bao trong bát một tay bản nó hay bản thân ba mà nước thỏm đàn trình bị cục năng nâng từ slap nung bát sao mà nung plem plem tại một đòn mình tái à đây sao tại này cứ chỉ anime chẳng hay ở vậy vậy ai thua tại bàn đài hay viên nó có plong được tại chỉ còn đôi khi nè bắt đầu mong riêng của chụp
bộ tôi mới dừng chỗ đó là tôi chẳng cài để mình chúng ta thay Yanagi đại quát nó cứ prà bạch côn dùm lấy mũi đọc rút nạp bằng phát chẳng hay bạn chỉ kê nâng chạp quát khôn đã nâng nông tu cái chọn mũi đại răng mua bằng phát xong bây giờ bay nâng ọp hì kì nâng có một anh cũng tích bàn phòng đại chẳng hay Yanagi nâng có bàn bằng hành nâng bạch côn bọc luôn đại quát nó cứ ai cũng tích cái chọn nâng bàn giảng nghề xưa chẳng hay anh ấy diêm nó có bàn trong vô cặp lưng bánh bàn tay có thể bàn giá cái này nó quay bà co hay à mà nè tiết có thể à gia na ghi nó plum ba nó bay được plum bay được bao nhiêu hay ta nó có prong một tí trong Tokyo là bay rồi nè lăng quay phòng đài chẳng hay ba kỳ nó cứ thở tại một quay cho mùi nè buồn nè lăng làm nè năng để ba kỳ nó cứ mình sơ khoa bằng mà nuôi tên chẳng hay ông nhà nó có bàn bà ba kỳ nó tha ở trong một dạng tịnh đại phụ này tôi làm nè nó cứ mình bạch côn khăng khăng riêng riêng luôn hai phụ viên nó cứ một tay chụp con nó nằm bay một rộng nè hát bạch côn khăng khăng một bay chìm mùi chẳng hay à ta nó cứ chọn bằng cá ca bạch cuộn đầu viên nè hát bạch côn mai gần ngất nâng nè hát bạch côn giờ thua hay nè đang ăn nè chọn đang thà bộ à nè tôi làm nè là cọ giang ná cứ mới chốt lại như tay đại nè nè tôi mùi nó cứ việc phòng một bay chìm mùi nè nè bạch đà đại nó bè nè bạch đá phòng chập có ai viết có ai viết có bàn lẹ làm nực nóng nắng thua ở nè bạch đá đang đạch đầy hay bộ tôm mong việc có mặt mặt cay cho có thua ở đạch co rồi sao đây cay viết nó lẹ làm thua đạch co slap phim phim tạm đồng cho xem sports đó nè bộ tôm mong ba kỳ cái tờ bàn bùa ở bây giờ bay nè một bùa vay kia đại à mùi căn cái bàn bàn bùng một chạm ba kỳ bàn tay nó bè đại việt đá được chết tới viết sắp tại khơi ba viết sắp tại sao mấy khơi ba kỳ nó mặt viền mặt đầy cái đá một xì đầy thôi viền nó phải khai lên hiền và tao móc ở mũi tiện nó bằng giọt cá nó cục đầy từ lưỡi ba kỳ cái từ bàn ba kỳ chập chóp hay có bàn phải đỏ ca viền đòn tiện làm bay bình trình này các bạch côn ở bờ viền đại các bạch côn ở bờ viền nó cứ cứ bị lấp lấp chẳng hay ba kỳ còn tại chỗ được chân tích tiện sai tới thôi viền bay trong cái bao luôn viền vinh hay ở mũi trong ở mũi tiện viền lên cái bật lấp lấp lên cái bật sai lấp lấp tràn bay chẳng hay ba khi còn tại lui cái bật vía hay cô ta ở vía vinh chấm này à mập trong khối nhá vía prong prà gặp lên bánh ba kỳ bàn tay nó pe nó nâng aspect nâng có bàn mặc đỏ hay vía nâng có bàn xung gặp lên bìa mập nâng đại à mập nâng còn tại mưa miệt rồi bàn aspect nhưng thích đăng thà gặp lên nâng cứ ắt bây giờ tại hay bộ tóc móc vía có bàn thưa rừng môi đập nhẹp à đại vía nâng bàn giờ gặp lên nâng bánh to rồi bao vía thu từ cào đầm bay bánh chân sai hay vía một tí nữa cứ đầm bay một chút ba kỳ để ba kỳ những tờ bàn kệ đã hạt niệm tha chỉ không may đọc lăng khla trên kia là lộn để ba kỳ những cứ miễn ở dụ thầm tài đập bằng pi năm tài bằng nó chẳng hạn spain những cứ ban xông chặt đầy ba kỳ những mình tài nó pe để chặt đầy nhé à spain những cứ ban ở đầy mình nữa tại ba kỳ những chấp thua ba kỳ những nhẹ phá chẳng hạn spain những có ban dọ cá những tọt ba kỳ mà chương châu có đá mốc hay bắt đầu mốc việc có ban chuẩn các bạn bảo ba kỳ những rồi hỗ đập lịch mốc chặt việc đã khăn nó đại khăn nó cứ mưa rất được đôi chua chăng mưa tạm miệt ở spain mưa tạm miệt sạch đông vía hay đã khăn nó phân năng chẳng hạn spain nó có ban bật đặt nó dạng ngay xưa hay việc có ban mặc xong chặt đầy ba kỳ những này nông xuân này lực ní cứ mình tên hay mình tên là đại à ba kỳ những chặt đầy vía rối việc có ban giờ cá nó tọt ba kỳ mà chương châu có đá mốc làm bay thôi chỉ cả bài bài rồi bảo vía bất tao mất nhưng có ban chụp ở bục rồi bảo ba kỳ đại mình chụp tha yujiro hama đại quan nó cứ thử ban kê đã tha ra hát niệm tha chiều mà nước đã khăng khla chừng kia nơi lớn lộc hay quan nó cứ miên sạch đông đại lâu chừng kia ông nó không anime đại nhom mơ nè lâu chừng châu châu tiền hay non sạch đông nó bọc quan nó cứ chỉ non bảy sai mong đại non nó mơ tới cứ mục nó đội bảy sai chẳng non sạch đông nè bộ tóc mọc dương của chùm là tóc mùi tiết đài mình chùm thay Yanagi nâng đài Yanagi nâng cứ quát cực bàn tới chùm nè hát vạch côn bà cốt chà rồi bỏ quát đài mình chùm thay Shibugawa nâng đài Yanagi nâng bàn tha oi mật rồi bỏ luôn nâng tha cứ chà hai lên khăn đôi ca bì môn hay đài ca bì môn nâng quát nâng cứ mình ảy dụ chất thật ngàm bàn tay quát ai quát mình vạch côn rồi bỏ quát mùi đài thuở quát nâng cục mình đài thùm dừng quát nâng bàn hay để xa tè quát nâng ở chỗ chất trời kê mơ nghe chẳng hay quát có ba một bùa Yanagi nâng vay nè mùi xa mà chẳng hay Yanagi nâng có ba bà lộ bếch cũng siêu tật đầy từ lơ Shibugawa nâng thuở đầy rồi bó quát bà lên bán hay bắt đầu mốc việc có ba dù mà cho chạy cùng riêm hay việc có ba chân nhạc tư dù ông bụa nè tốt nâng cứ vay cứ ọt xa phép nè nâng tới đại bụi viên nâng ai bà lộ bếch ấy đầm bây dọc chân nhạc tụ bây chìa lên ở cọ có đòi
chấm này à aspect vĩnh viễn cứ đây là non cục hay nên bây giờ việc clean nó việc trong việc của ban hay cũng đang trên tình AC hay bắt đầu móc việc của ban cho được tập tật nôm đại viên nó cứ nôm sa hai nguyên tên muốn hay việc của trong chạy nôm pa được bao viên tại bị lính nhầm hay nó non cục được bao viên nó cứ việc ban quay là tích tài mà đòn chấm này à anh nhẹ lượng nôm pa ở việc vĩnh cứ thử trong việc quay là ngọt muốn bắt đầu móc chuyện của ban khơi nhạc ca bắt cốt bạch côn đầu viên nè hạt bạch côn pi nè đài mình nè nó cứ hạt bạch côn karate mình chưa mua thả katsumi trong này ai mình nè tiết cứ mình hạt bạch côn chân kenpo đài mình chưa mua thả red sư nè đài red sư nó ca vì muốn nó cứ ban bây giờ nè ba kí được không thôi là mình nè rồi bị bắt cốt cho mũi khné rồi nè hát các bài con cái là tên nó có bàn ao trên sư nó chứ nè bình tay nó bên luôn nó à nè tốt đồ ra nó có bàn một rock crew rồi bóc khát sư mi nâng chẳng hãy khát sư mi nó có bàn ai viên nó đọc bài chương chỉ muốn sân bình tay nó bên để viết đọc bài chương rút vì có bàn tốt mà vì có bàn tốt khát sư mi nhưng mà chương chưa có đá mục hay vì có bàn dọc đầy rồi viên chạy chụp này rồi bóc khát sư mi nâng hay tổ mốc vì có bàn dọc xa ai rồi bóc khát sư mi nó chập tròn co lằng xa hai mình tên mong đại thua ơi nè hát cà tê nâng khăn chẳng hay việc của bạn tuột à ta nâng mà chương cho cái đá mục rút ốc cánh mà chung cho chân co thua ơi à ta nâng đua đại thua ơi cà tê nâng cách thả vì chân này hay chẳng hay à ta nâng có bạn cục chơi đại bạn nâng cục cho co với lần chiêm hồ lạ tay mà đòn nó bê đại viên rong nè khá ạc khơi rút việc của bạn bằng chân bị tì này bình tác việc của trời bạn rất sư nâng hàm khuất hay việc của bạn vay dùm của ta nâng mà đòn đại à ta nâng nâng cứ bàn phơ bơ dùng rồi bà tỏ mốc vừa gọt của bàn cục một chỗ chỗ phân này khá xâm đất sư nâng bằng tác đất sư nâng lươn chiến chẳng hay đất sư nâng của bàn tuột à ta nâng một chương chỗ của đá mục vinh đã phơ ở à ta nâng cứ cao sở xa nâng là bươn bỏ đất sư mình tên bà tỏ mốc à ta nâng của bàn bà phương nâng bay rốt kịch luôn bắt tới bà tỏ mốc dương ở chỗ đó bà kì vinh mà đoàn đã ngay nâng bà kì nâng cứ thử tay bà lòng mong kì là đại bà kì nâng cứ đại mà bà lòng tên chẳng hay nâng bê đại cừu ai rốt nâng bà kì nâng có bàn pra gầm lăng chú lúc bếch thuở ở bạc đầy hay bà tỏ mốc bà kì nâng có bàn cục bà khu khăn bếch lăng mưa lên khơi hay bà tỏ mốc tiết bà kì nâng có bàn lột dàng khu khăn bếch rồi hốt đọc cừu nâng vô lên cạt hay chỉ trong cái nâng ba kia nâng có bàn pra gồm lắng chỗ lăng bếch thuở bạc đông đầy được bỏ xa lá nâng đã thuở ở cừu nâng mình đang thả đạp tụ ở ba kia nâng giảng mệnh giảng hay ba kia nâng có bàn pra cừu thả bật sân bạc luôn nâng ai cứ rút rút bật đạch ai có tạc cam bị phục lộ bán ba kia nâng xong ở cừu nâng đạp tụ ai mà rối bình đại cừu nâng có bàn vô prom chẳng hay ba kia nâng có bàn chụp lên sách hay có bàn đo ai bình chênh sách đông được bọc luôn nâng hay bắt đầu móc ba kỳ của bạn rút dạng lươn rồi hốt đo bằng bài ai có tạ cam bị phục lộn nâng hay nó bê đài ba kỳ rút nâng ba kỳ nâng cứ bàn xa máy là bó thôn thôn thêm tiết đài đạm bay chuối ở sạch đông là bó ba kỳ nâng khlăng khla hay nó bê đài rút rút cử nâng của bạn đã bắt đầu ba kỳ nâng bình bắt đầu móc dạng của bạn chú nẹ bắt đầu là vây khmây mà nẹ chú mùi nâng manager là bó vía đài à manager nâng cứ thlop vây chú mùi ba kỳ chú nâng nông tật tị bay nâng nông ca bắt cua thò rồi mần ga bì muốn nâng hay con sợ bọc quán nâng cứ trong vay cho mùi nâng nẹ khăn khăn nâng nông ca bọc cuộc bọc nâng ca bọc cuộc bọc lộ nhà thu gà và nâng chẳng hay à nẹ tố Trotsky nâng có bàn lưng chẳng hay vì có bàn một vay cho mùi à mình cái anh ca mình nâng đá Trotsky nâng bàn dọc đáy chạy chỗ đầy bọc viên rút mặt viên bị đầy cái đá một lần tịnh nâng tờ hay bọc tố móc viên có bàn như vậy đưa bộ ảnh nẹ bọc đá lưng tha cứ chìa mà nước phơ tôn sao ở chạy bà lộ bệnh được viên bộ tóc móc manager robot viên nó cứ khăng mình tên đài Trotsky nó vay con sa robot luôn chẳng hay việc của bạn prong giờ cá nó lụi vay lụi mặt Trotsky nhưng mà đây bên tay việc nó cứ bắt chìa mơ nghe Trotsky mình tên chẳng hay Trotsky nó có bàn ao viên CP trường cả đá mốc chỗ lán hay việc của bạn mặt bay đáy giá mục tịch được chỉ con sa robot viên chẳng rồi bị khơi nhà cao vay robot Trotsky rồi lộ nhà thu của cao và nó có bàn chơi viết tờ lại một cuộc bọc luôn làm bay chùm này hạt bạch quân khẳng khẳng hay bộ này tốc xanh xanh tiện nó có việc bàn mọc tì liền một cuộc nâng tiếng ọc nè phóng đài đài bộ viên mọc tì nó cứ đắm cứ để xa tài khăn chiêm nè khẳng khẳng nè tì liền một cuộc mới nâng chẳng hạn spec nâng khơi bộ này tốc xanh xanh tiết cứ việc khẳng khẳng đài chẳng hay
pụ ở việc trẻ nẹ nó cứ prong vay nghe sầm lập nghe nơi tin liên nó bị cua nó tai mặt đòn mình tai nó pe nó ba kí nó có bàn mọc hay nẹ khăng khăng nẹ hạt bạch cường khăng khăng nơi tây nhật bản buôn nẹ tết có bàn mọc đai thua ở việc group ram sma tai mặt đòn Baki! Ano. Ở đây, ở một chỗ mà để chứ. Yanagi. Bạn chụp nè hát bài côn khang khang nè tây nhật bản năng đại nè thay mấy tim mũi nó cứ còn mình chú thà đô bồ đô chi đại quá nó cứ chỉ nè hát karate đó khang khang những cái này lớn lục và tóm mốt giờ các bạn chụp mũi tiết cứ hanayama koru đại quá nó cứ chỉ ai đồ bọc nhom đại quá nó cứ còn miền tây dụ tại đáp bổn bốn năm tây bên tây quạt cứ chia mấy cầm giáo cứ xá đó khang khang những cái này tây nhật bản năng các bạn nên ông khuôn rối lộ nhà thu gửi cao quá nó có ban bình dồn nơi phục vật bỏ tì liên bộ cuộc bỏ quạt đại tì liên bộ cuộc mới nít cứ ăn ở nhà nào tiền nẹ khlang khlang cho bộ cuộc tại bên nó hay năm muốn nâng ba kỳ nó cứ chỉ nẹ chen nó không thò được mình mới nâng chẳng hay lộ ở nhà nó quạt đằng tha bộ áp ram nẹ nó cứ bộ viên nó chơi kết vay pra bệnh nâng vay khô khơi nằm bây giờ chen nè chẳng hay quạt có ban hay nẹ hát cái bài côn khlang khlang nơi Japan pram nẹ nó mọc vay giờ mùa nhung bùa nẹ tô pram nẹ nâng nằm bây ở bộ viên qua nơi ru chiết chanh chẳng hay ba kỳ của ban sưu tha ta phụ dương vay khnien là bên nè đại đô pô rô chi nó có cốt của ban dạy tha dương vay khnien là lợi tài mà đón từ hay ở chi bu ga vá nó có ban dạy tha dương ai vay nhà tina của ban đại đại rệt sư nâng hai mà nó cứ trong vài lời phỏng đại chẳng hay cả của đầu viên pram này nó có ban chấp đầu mình té ba kỳ nó cứ trong vài lời nó tê đại ba kỳ nó sai thời tư hiển tiền chẳng nay ai phụ xanh xanh nhất của ban bằng bài play khnien từ phỏng đại chúng này à Trotsky với viên nó cứ ôm mình tên đại viên nó ai vay mua những bộ này khăng khăng trăm này nâng bàn chúng này à Spec với cứ viên bàn tất của bộ viên làm bay đầy dọc lăng chúng này à Dopo Rochi nâng à ta đồ rên nó cứ pin nâng bàn đang dễ khnien lên đại Orochi nó còn bàn lư thà ta đồ rên nâng bàn tay là hát bạch côn rồi bọc quát nâng mừng co riêng chẳng hay Dopo Rochi nó trong một bùa ta nâng vay mùi smile bàn tay nó pin nâng rệt sư nó còn bàn một bùa ta đồ rên nó vay mùi smile môn chẳng hay Dopo Rochi nó có ban xông vay mà tan đồ đen nó muốn sân chẳng hay Dopo Rochi nó có ban to là tan đồ đen nó mà chừng rồi cả tan đồ đen nó có ban para pleng plom từ lỡ Dopo Rochi nó vinh chẳng hay quạt có ban para bạch côn là bọc con nó nằm bay block nó làm đi pleng nó ở phía o hay quạt ban giấy tha bạch côn là bọc con nó cứ ai block pleng crop bay nâng crop có pleng pruing ban đằng o hay quạt như vậy này cứ mẹ như vậy liên sai nó té đại ca thì muốn nó quạt bàn vay cho mùi nâng Yujiro Hama đại chỉ ở phục độ bảo ba kỳ nâng hay bạn này ở khnề score ba kỳ này ở khnề và hai chữ đăng thả bạn nâng khăng bàn này hay nó pe đã pin nâng vay khnề nâng đô pô đô chi nâng ba pra bạch côn độ bảo quạt nâng block cả đập đầy độ bảo Yujiro Hama nâng đại thua ở quạt khăng chẳng hay Yujiro Hama nó có bàn chạm này độ bảo đô pô đô chi nâng khoảng mà chỉ hiên rồi hốt đòn lớn nâng bạn ta nó pe nó nâng ở ta đô đây nó ba pra sai cắt cò đầy đô pô đô chi đặt bắt đại sai mình cứ tới bàn một ca đại nẹt vị trí sai đại nẹt vị trí sai nâng bàn một ca sai mình đang ở vía tội mười lần khơi hay nâng răng mua mình anh bình đạch bàn hay sai mình đang cứ phị cho đang chờ nạp bụi nè lên xịt vị trí chật ra bàn tay ta đầu đến nâng bàn chậm này lôi chiềng đập bòn ở la nằm bay tình sai mình nâng hay vía bàn phá sai nâng nạp bay đã đập bồ rồi chính tọt vía mình chương châu và đá mục nâng chẳng hạn ta đầu đến có bàn xu ở rồi chính thả ta nơi trong vay khnề tiệt ọt chẳng hay Dopo Rochi có ban prap nơi ca hát đầy cơ bật bọc quạt đại nơi pe đại hát nâng quạt nâng cứ tăng tại bạc mà điểm đầy là hồn chẳng hay nơi pe đại quạt nâng lên mềm mà điểm đầy tiết cứ quạt nâng ách prap bạch côn bọc quạt nâng ban nhà nghề sửa chẳng hay Dopo Rochi có ban prap đầy đạch bọc quạt nâng mặt ta đầy nâng đầy chỗ có đá mục tiết bất tử mọc dương gò mọc chuông mọc đòn à Trotsky về mọc đòn đại nó pe đại viết đa tam play nâng viết cả tờ ban à manager đại viết vay lần tích muốn nâng cả ban mọc song sắc vinh đại quan nâng cứ ban chưa con trai quan pin nè ở mọc lưu viết mọc Trotsky nâng này bị cào thổi viết sản lập hay phụ viên nâng cả ban chấp đam chấp chong viết dọc tờ sản lập đại Trotsky nâng cả ban thổi per sản lập làm bay ai phụ viết chấp luôn bất tử mọc phụ viên cả ban chấp Trotsky nâng chong nâng lơ sai viên bật đạt đại à con trai pin nâng cứ ban mơ nghe Trotsky nâng thà viên nâng cứ mình khăng ai phong nâng còn tại chi nẹp đá thòm đá khmien ai ở cha phong chẳng hạn mình chơi nâng cả ban prà cầm phơi ban nhà Trotsky nâng mun
nếu bị Achrosky vay con trai của bà ta nâng ngọt bỏ rút, ta mà lấy chơi nó có bán lời chú công xong cho tranh Achrosky nâng. Bạn ta Achrosky nâng cứ viên mà lực lên áo như tên chẳng hãy. Vì có bán tốt là ta nâng mà chơi sẽ bị lỡ xài viên, rút vì có bán dọc đập hạt đáy đỏ thông muối, vay ta nâng tục liền. Rút vì có bán dọc đáy nâng của bà ta mà lấy chơi nâng rồi hốt đỏ quán nâng sẽ lọc bạc tờ. Hay một hình trình bị tin nâng Achrosky nâng có bán dọc cá nâng nôm đặc bà ta nâng thua ta nâng. Trong bà cắt là bay mà xong sắc vinh. Nhưng chẳng hạ chút skin của bạn mặt ở ta nâng mặt đáy để có sạch bạch tờ. Chúng này ạ bà kì vinh nơi bê đàn nông sáng xa rồi bật luôn đa lê nâng có trời bà khám hình biên mùi krom nâng mô cùng riêng dọc lùi. Nhưng chẳng hạ bà kì nâng có bà sạch lọc một bụi viết thuở bụi viết nâng lên hiền. Hay bà kì nâng có bà mặt to nông sáng xa rồi bật luôn đa lê nâng to tiết rồi hốt đo dụng. Hay nơi bê đại bà kì gồng phong tài thao khăn nâng chẳng hay ba kí nó có ban sờ lọt thua ở Spain nhưng việc pay khai hay prong vay ba kí nhưng bản tan được pay luôn nhưng pro Hanayama có ban một chuỗi ba kí toàn ok chẳng muốn nâng to đi nâng nhóm xong dưới MP và vọt ở bó xạ pro Hanayama dân tích đại xạ ở bó quá nâng cư chỉ xạ đột lô dân kê nước nông anime bà tám nhóm mới tất cư khám là kê mi xạ lô dân quát hay nước nông anime à bà nè ọc nê xoá tụ ông với nhà mi xạ lô dân quát khám bận được kháng cáo màu hay bó vọt xạ nâng cư tha nước nông cư xa Hanayama nâng cư thử côn chú bó nâng cư thử để chạy xạ mùi nhân nước rau khăn nông đại xạ mùi nhân cư thử bán kê hai tha bộ đồm chế khlạc. Đại ca vì muốn nâng miên cổng chào một cổng nâng bàn prong mọc xâm lập cửa xa Hanayama nâng một bụi bằng tay. Nâng bê đô nâng miên bảo rộng mà nẹ bàn chui côn bơ trong cao để bọc cửa xa Hanayama nâng. Đại quát nâng bàn lẹ côn mới nâng nâng chuông rối quát bàn ly chuông nâng ca pia chuông nâng rổ hôn. Rụ bây chỉ cổng chào nâng bàn cặp nâng chạy xâm lập quát dành nạc ở đấy. Của quát nơi tại cho ca pia chuông mới nâng rổ hôn đó quát xâm lập. Hay đảm bây chỉ ca đăng côn nâng phép khla hàn ở bảo rộng mà nẹ nâng. Sau mà chắc cửa xa Hanayama đang ổn cứ thử để chạy xa mùi nhắn đảm bây thua chỉ ca đăng côn nâng cổ rụp nâng phép khla hàn ở bảo quạt. Bản thân nơi bây giờ đâu bên bảo Hanayama dương một đón. Bảo Hanayama nhắn cứ quạt ọt bên chân nâng xa ở bảo quạt nô tê để quạt nâng kết thả xa mùi nhắn cứ nâng khoa hảo vấy mùi. Chẳng hãy bảo Hanayama có ban tư bình tiên sẽ trở cổng chào và khu xa xe tiết. Đại bảo Hanayama nâng ban tư cũng tích nâng xâm lập vụ việc ổn. Hay bảo Hanayama có trở ban kê cặp nâng trở kịp banh lần pinh khuôn. Hay nó bê đè xạ rồi bọc quát nó cứ thở cái cặp lằng pinh rút. Từ bảo Hanayama nó cứ pinh chất nâng xạ rồi bọc quát. Crowd bì pro Hanayama nâng thang đâm mấy bì aspect rút aspect nâng có bàn giấy tha vía nâng cứ ở châu chất pra và thậu đâm bay vay khí nô tê. Đại à vô đại vi châu chất pra nâng cứ chỉ có đạp đầy đồ bò vía. Đại các bạch côn đồ bò vía nâng cứ sử dụng nâng pro Hanayama đại bản tác. Bạch côn đồ bò vía nâng cứ pra nâng lực bươn nâng đầy bì nâng vay dàng lươn ọt ai sẽ trở nâng to đầy bà nô tê. Hai aspect nâng bàn hạt các bạch côn đồ bò vía nâng đòi vía nâng bàn vay bà sàn mùi nâng nâng bà Amrik. Đại chia rút chùm lạc đồ thông mùi mình chùm tha Liberty Statute. Đại aspect nâng bàn hạt các bạch côn đồ bò vía nâng đòi vay bà sàn nâng mùi nâng lặng bà thay mặt đồng. Nó bị pro Hanayama thay nó mới bị aspect rồi pro Hanayama nó có trom lên bán của bạn to đầy với đầy mặt aspect như mũi đầy dạng khăn nhưng thôi viên nó bạn chỉ kẹt kẹt mà cả lại đại viên nó mình được man thang cả đặt đầy và pro Hanayama nó cứ khăn nó hạ nâng so hay bạn nào nghe cái tham aspect như mình on mấy khoản đặt thành nó mình vẫn đang có thành ngặt bán nào hay và hai chỉ mơ nghe về bây giờ chẳng thấy nhưng mà nào nghe mơ chốt mình thấy nào nghe cần lúc này thà tao viên nó cứ on được on. Nhưng ngay mà mình aspect những cứ bị on nó thì cứ còn tại pro Hanayama nó cứ quật khăng bên chẳng hay pro Hanayama có ban bộ vần mà chôm rồi có ban mặt aspect nhưng mà đầy tiết thôi viên nó lập bay bốn tầng hay pro Hanayama có ban đa từ xưa viết thà tai với trong si tiết đó đại viên nó cứ thà trong chẳng hay pro Hanayama có ban ai viên mà đầy tiết hay pro Hanayama có ban đa từ xưa viết tiết thà tai trong si tiết đó
đa aspect nó cứ viết sai chẳng hay việc có xì mà đầy tiết tư bần tay nơi bê đà bảo hà nà mà đà tử xu viết tiết năng aspect nó cứ bàn thuê khai ở trong xì tiết tê và tổ mốc việc của bàn ai bảo hà nà mà năng xì cọp cầm phương tục bình mọt nơi bê đà mục năng sport bảo bảo hà nà mà năng tích rút bảo hà nà mà năng có bàn xu viết chẳng xa hai thả ta viết năng trong xì tiết ọt đà thuê ở aspect nó phê chẳng khăn chẳng hay việc của bàn bông tỏ đầy vệnh bần tay có trời bàn bảo hà nà mà năng mặt một đầy trong cao chẳng khăn rồi hốt thuê viết năng tiết chọc và cách phương xử lập bắt tay hay bảo hà nà mà năng có bàn xử lập phong đài bộ tóc móc nước bọt lý những bộ lý những cứ việc nhập ai chẳng khăng lời xa tài pro hà này mà nước bạn chạm aspect những mọc bọt lý chẳng sợ hai thôi ở bộ lý những pay client những cao sơ sơ pro hà này mà chẳng khăng đã mấy lý những bạn ocon những chui chân lôi phía ba mục pro hà này mà nặng hay muốn những chân tư những à mấy lý những bạn gặp thà quan những cứ chụp pro hà này mà những mùi hay bản tay nó pay những aspect những các bạn mọc song sắc vinh đã aspect những bạn cần lập lan đại pro hà này mà những nước nông năng hay việc của bạn dọc đáy những vầy của bạn bảo hà này mà dạng khăn khăn là hốt đọc đáy những tích ổ hay ở bên những bạn ở dưới thà bảo hà này mà nó phơi mình tên ở trong xâm lập viên nạp vầy cả bình muốn năng chẳng hay lượng này nó cứ việc trong xâm lập bảo hà này mà vinh đại việc đang thà viên mình ảnh vầy nạp bảo hà này mà bạn tên chẳng hay việc của bạn bảo phơi bánh chương bảo hà này mà nó ở đúa rút việc của bạn chôn của bạn bảo hà này mà dạng khăn khăn nó bị aspect khơi thả pro hà này mà nó cứ sản lập rút việc của bạn bà gặp lời nó bánh chô mọt đọc bây sản lập pro hà này mà bần tay nó bê đôi nó pro hà này mà nó quạt của bạn chẳng chẳng hay quạt của bạn ai gặp lời nó bánh clue support bỏ quạt rút quạt của bạn chập chương aspect đua rút quạt của bạn vay aspect những dạng xa hai khô khơi tạm đoàn bần tay nó bê đôi nó aspect nó của bạn bà flash bán thua ai pro hà này mà nó mượt khơi hay quạt nó vay khó đã thua ở viên nó dọc cá nó bà có bạch kịp cô bảo Hanayama chuộm hay có bạch kịp cô mới cứ chỉ có bạch đồ lò mình tên được nông cao vay kia năng bà này ọc nè vay kia này ọc nè khoản đẹp bà có bạch đồ sạch nhanh tới cứ đừng là chân này hay bình tác có bạch mới cứ mình ách bà ta lời bảo Hanayama bà nụ tê chẳng hay bảo Hanayama có bà bạch côn được bọc quát đại bảo Hanayama bạn hãy để sạch nhanh được hai cái chọc nông chân đại bạch côn được bảo Hanayama nó cứ khó play vì nhạc hát bạch côn ở tê đại xâm rập bảo Hanayama vĩnh cứ tụi bây chỉ nhà hát bạch quân khăn khai vậy nào cả đấy ôi chạy quát nóng chạp đầy bán cư quát đang ở trên này hay nani gà ổng tà nó gà lý khai đế kinh khao đế chả yếu spec mô chắc chì sô khô tắt tê y tà sô đế sư yếu hana yama tàu lê nán đế sư nè chùm này à spec vẫn cứ vì miền rừng chùm lạnh mùi cát làng đã muốn pay với chùm tí bè nâng một robot spec nhưng cứ mơ tới đôi chỉ nhẹ miền là dụ sai sắp tới hà sắp chẳng nằm chẳng bằng tay nó bè đại vì chùm tí bè chia ba nâng vì nâng có khai cái kia ta chả hà dụ cao sắp chẳng nằm chẳng đã tam cao bắt tới ở dụ spec robot spec nhưng cứ vì miền là dụ cao sắp chẳng nằm hay đã à spec nhưng bàn hát bạch quân đồ chùm lạnh mùi đã thua ở vì nâng miền riêng cài vây mình khăn khla tụ bây chìa vì miền dụ chả chả những nào có đòi bản thân nó bây giờ vì vay tranh pro Hanayama rút riêng cài được bao viên nó có chấp đam chặt sắp tại một đòn chẳng hay chấm nón để tốt năm nẹt nó mà nẹt nó cứ bàn sắp tại hai nên sau tại bốn nẹt thì tệ và tôi mắc dương ở chỗ độ ba kỳ vay một đòn đã ngày nay nó cứ chỉ ngày bật lòng hay ba kỳ nó cứ coi ngà và chạy như thế đôi chỉ nhom coi mong bật lòng cần đặt chăng chẳng hay kêu ba kỳ nó có thả ở ba kỳ nó đại có đáp lòng và ba kỳ nó cứ mình đặt mua hay cột bàn lư thả ba kỳ nó bàn bật lòng và tụ pin nó mong kể là chẳng hay crew nó có ban này nom ai ba kỳ nó chơi para khu ba khá phong bị phù chấm này đang nó cứ việc khăn kiện sạch đom nâng bạch quân đại ba kỳ không hạt nâng chẳng hay quật các ban mình vô tha tụ bây giờ ba kỳ nó không rút dạng nào cả đó cầm ai rút lươn trên một tổ đài hay tụ bây chỉ không hạt sạch đom khăn gì nát cầm ai lệch lan đuôi phong đài hay không hai tật gì nát cầm mình ai nhẹ nâng tụ đài hay tụ bây chỉ không hạt lột dạng nào cả đó cầm mình ai lột bị lướp nôm bản đài bản tay ba kỳ nâng thả ba kỳ nâng cứ qua mà nâng để ai thuê rương đặc ổn nâng ban chẳng hay crew nâng có ban này dễ lên sai thả ở gầy mên đặt crew nâng cứ đăng thả ở phục robot ba kỳ nâng cứ ai thuê rương đặc ổn nâng ban mên hay chỉ trong cơ hội crew nâng có ban này dễ thả mình mà nâng nâng ai lột bị lờ kia lột lại lờ kia bị chuẩn ban tên chẳng hay anh ạ tôi đổ lý nâng có ban lột chốt nặng robot ba kỳ nâng hay ban bộ ba kỳ nâng vay kia đã thuê ba kỳ nâng sợ bài dạng khăng hay có ban ai viết CP chương tư chẳng nhầm xong bỏ rút cứ ban thuê viên nâng sợ bài dạng khăng để ba kỳ nâng cứ nâng miên vay không bây nhớ tê bản tác ba kỳ nâng cứ miên cầm lăng nâng có bạch côn dạng khăng khla chẳng hay việc của ban dơ làm là bây mà thuê chè vốn vay kia nâng mỗi ba kỳ nâng bản tác ba kỳ nâng cứ ở trong vay kia nâng nâng nặng riêng robot luôn nô tê chẳng hay ba kỳ nâng có ban lột cho bị lẻ kia làm bây rút cái khuôn bắt tay
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាគីនឹងកំពុងដើរលេងនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងក៏ត្រូវបានអ្នកទោសយ៉ាណាគីនឹងបានគប់កដៀវដែលបាគីនឹងបានគេចទាន់ហើយយ៉ាណាគីនឹងក៏ប្រុងវាយគ្នាជាមួយនឹងបាគីនឹងដោយប្រើកដៀវ2ចងចង្វាក់ធ្វើជាអាវុធដែលយ៉ាណាគីនឹងបានបង្វិលកដៀវនឹងយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យបាគីនឹងតដៃអត់បានされる武器は先端の速度が目を超えるがだな。うん。នៅពេលនោះឃីបូកាវ៉ាន់ក៏បានមកសងសឹកយ៉ាណាគីនឹងវិញដោយបោះទឹកកំសៀវក្តៅឲ្យវាចាប់ដែលកាលពីមុនហ្នឹងវាបានគប់ទឹកកំសៀវក្តៅឲ្យគាត់ចាប់ធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់ចឹងហើយលើកនេះនឹងឃីបូកាវ៉ាន់ក៏បានធ្វើដាក់យ៉ាណាគីនឹងវិញដែលធ្វើឲ្យយ៉ាណាគីនឹងភ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចាប់កំសៀវនឹងរួចគឺអត់ក្តៅផងដែលឃីបូកាវ៉ាន់នឹងគឺបានប្រេងនឹងលេងសើចដាក់វាដែលធ្វើឲ្យយ៉ាណាគីនឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រុងវាយឃីបូកាវ៉ាន់នឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឈីបូកាវ៉ានឹងប្រើក្បាច់គុណរបស់គាត់ចាប់បោកយ៉ាណាគីនឹងវិញដែលការបោករបស់គាត់នឹងគឺបោកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយ៉ាណាគីនឹងជាប់គាំងនៅក្នុងដីនឹងបន្ទាប់មកយ៉ាណាគីក៏បានប្រើកម្លាំងរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងដើម្បីងើបវាយឈីបូកាវ៉ានឹងវិញនឹងធ្វើឲ្យដៃរបស់គាត់នឹងជិញឈាមហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដៃគាត់ជិញឈាមគឺដោយសារតែយ៉ាណាគីនឹងបានប្រើកញ្ញាំដៃតោធ្វើជាអាវុធអញ្ចឹងហើយវាក៏បានសួរឈីបូកាវ៉ាថាតើចង់វាយគ្នាទៀតអត់អញ្ចឹងហើយឈីបូកាវ៉ាក៏បានថាឲ្យយ៉ាណាគីនឹងគឺពិតជាក្អេងក្អាងមែនទែនដែលគាត់នឹងគឺមានគ្នា2នាក់ជាមួយបាគីហើយអាយ៉ាណាគីនឹងគឺមានគ្នាតែម្នាក់ឯងនោះទេហើយវានៅតែនិយាយក្អេងក្អាងទៀតអញ្ចឹងហើយបាគីនិងឈីបូកាវ៉ាក៏បានប្រួតដៃគ្នាវាយជាមួយយ៉ាណាគីទៅក្រៅពីវាយរួចឈីបូកាវ៉ាបានប្រាប់បាគីថាក្បាច់គុណពិតរបស់យ៉ាណាគីនឹងគឺមិនមែនប្រើអាវុធដើម្បីវាយគ្នានោះទេគឺក្បាច់គុណពិតរបស់វានឹងគឺមានថាស្នាមថាជាដៃស្នាមពលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលវាគិតថាវាមិនអាចយកឈ្នះបាគីនឹងឈីបូកាវ៉ាបានអាយ៉ាណាគីនឹងក៏បានប្រើក្បាច់គុណដៃស្នាមពលរបស់វាអញ្ចឹងហើយឈីបូកាវ៉ាបានប្រាប់បាគីនឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែយ៉ាណាគីនឹងគឺលឿនជាងក៏បានប្រើដៃស្នាមពលរបស់វានឹងធ្វើឲ្យបាគីនឹងពលសន្លប់ចាញ់បាត់ទៅហើយដៃថ្នាំពុលរបស់យ៉ាណាគីនឹងគឺគ្រាន់តែប្រើអុកស៊ីហ្សែនដែលមនុស្សយើងដកដង្ហើមនោះទេដែលអាយ៉ាណាគីនឹងបានហាត់ក្បាច់គុណរបស់វានឹងដោយវានឹងបានប្រើដៃរបស់វាដើម្បីស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនពីមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្លាប់សូម្បីតែឈីបូកាវ៉ានឹងក៏ភ័យខ្លាចនឹងក្បាច់គុណរបស់វាផងដែរហើយក្បាច់គុណរបស់យ៉ាណាគីនឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនពីមនុស្សនោះទេគឺវាអាចស្រូបនឹងកំទេចជញ្ជាំងបានថែមទៀតហើយរបៀបហាត់ក្បាច់គុណរបស់អាយ៉ាណាគីនឹងគឺវាបានហាត់ក្បាច់គុណរបស់វានៅក្នុងគុកដែលនៅពេលដែលវានៅក្នុងគុកនឹងវាបានវាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកទោសជាច្រើនហើយនៅពេលដែលវាយគ្នានឹងវាបានវឹកហាត់ក្បាច់គុណរបស់វានឹងទៅលើពួកអ្នកទោសនឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះនឹងប៉ូលីសនឹងក៏បានមកអញ្ចឹងហើយយ៉ាណាគីនឹងក៏បានជន់បាគីឲ្យដឹងខ្លួនរួចក៏រត់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលបាគីដឹងខ្លួននឹងឈីបូកាវ៉ានឹងក៏បានប្រាប់បាគីថាបាគីនេះគឺវាយចាញ់គេហើយដែលធ្វើឲ្យបាគីនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបាគីវាយចាញ់យ៉ាណាគីរួចលោកអង្គញាធូគូកាវ៉ានក៏បានធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធ5នាក់របស់គាត់ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងបាគីវាយចាញ់យ៉ាណាគីហ្នឹងដែលបាគីហ្នឹងគឺមានគ្នា2នាក់ជាមួយនឹងឈីបូកាវ៉ាហើយ2នាក់ហ្នឹងគឺបានវាយ2-1ជាមួយនឹងយ៉ាណាគីហើយនៅតែចាញ់ទៀតដែលបាគីហ្នឹងគឺជាអ្នកឈ្នះក្នុងធនមិនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់បានចាត់ទុកបាគីហ្នឹងគឺថាជាអ្នកដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេចំណោម5នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះហ្នឹងព្រោះហានីម៉ាក៏បានចាប់កោអៅលោកអញ្ញានឹងឲ្យប្រាប់គាត់នឹងកុំឲ្យឌីបាគីទៀតអញ្ចឹងហើយលោកអញ្ញានឹងក៏បានវាយព្រោះហានីម៉ារួចគាត់ក៏បានស្រែកយំថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមជាងគេចំណោម5នាក់នឹងដែលគាត់នឹងបានជឿទុកចិត្តទៅលើពួក5នាក់នឹងឲ្យយកឈ្នះជាមួយពួកអ្នកទោស5នាក់ហើយនៅពេលដែលបាគីដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់នឹងវាយ2-1ចាញ់យ៉ាណាគីនឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអន់ចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបាគីនឹងក៏បានសុំទោសលោកអញ្ញានឹងរួចក៏បានប្រាប់ថានឹងឈប់លេងសើចនឹងឈប់វាយលេងសើចជាមួយពួកអ្នកទោសនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះអតាដូរិនក៏បានមកដែលវានឹងគឺបានសម្លាប់អង្គរៈរបស់លោកអញ្ញាថូកាវ៉ានឹងងាប់អស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគូក្បាលតានឹងគាត់គិតអីទេដែលគាត់នឹងគិតថាគាត់នឹងអាចវាយឈ្នះប្រូហានីម៉ារេតស៊ឺដូប៉ូរូឈីឈីបូកាវ៉ានឹងបាគីបានណាគ្រាន់តែបាគីតែម្នាក់ឯងនឹងក៏អាចយកឈ្នះអតាដូរិននឹងបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងម៉េចបាគីប្រមាណវគ្គហ្នឹងគឺបាគីហ្នឹងគឺវាយលេងសើចមែនតើ
hay là ta đồ đấy nó prong vay gì mỗi bữa nè khăng khăng trăm nè nó đôi chia cho nó rung tao ấy tao chăm hai phi chân hay mình tâm ta bằng nâng tết khát mi nó có ban một song sắc ta đồ đấy nó thêm tiền đại ca bị muốn nâng ta nó ban ta là bây giờ chơi nó chạy cò khát mi nâng chẳng hay khát mi nó cứ prong một song sắc vinh đợi tuột ta nó mà chơi vô đại kế rồi tuần mà chơi tiết làm bay thua ở sang để quạt cán nó tiệt bình luôn hay tuần mà chơi trong cái thua ta đồ đấy nó đùa hay Kasumi này có bạn này dạy thà nó bây giờ vay chàng ta đổi đến nâng rút cứ việc bạn thua ở Kasumi này đang thà cả vay khi sắp luôn nâng cứ mình mến vay đào dứt thua nụ tê cứ kê vay khi đại pra có bạch côn lập bách nâng ở vốt nằm bây giờ chứ nè chẳng hay Kasumi này có bạn bỏ đại kê nằm bây giờ ta đổi đến nâng chai chai tạm một đoàn và tôi mất Kasumi có bạn xua kru hạt kê tê để bọc luôn đại chia đô bộ đồ chí nâng thà ta pra lập bệnh nhưng pra vượt vay chẳng cứ khó ọt đại đô bộ rồi chi tha mình khó nụ tê vì bố nợ bê đại dương vay khi sạp đua nâng nè hạt kỳ tê nâng cứ ách pra lập bệnh nằm bây giờ chân hẹp bàn tụ bây giờ lập bệnh nâng cứ vi ạc rõ dạng nạc ở đòi hay bà sân bà có bạch côn kỳ tê đại dương hạt nâng cứ mình ách dọc chân hẹp sạch râu bán cứ có bạch côn mũi nâng cứ ọt bà giáo nụ tê bần ta nâng nông ca vay khi nâng cứ nâng chú bạp kỳ tê cứ bàn nâng dạy tha mình ách ơi do có vượt một pra nụ tê bản tai dương ai do vượt sạt trâu một bà ban đôi chỉ sai cơ vắt bài chương nâng cầm bật được sạt trâu nâng bản tai vậy đã ham khoát bà cứ mình ai ao dương nâng cứ giàu vượt khuôn anh một bà được xa tài nè hát cơ tê nâng cứ mèo vượt nâng khuôn sắp thứ hai cứ chia đầy nâng chương nâng bạch quân cơ tê nâng trong này ta được đến với cứ thời cái đợt lần chữ ân được ăn sạch cô chăng bản tai rệt sư nước đừng thả ta nâng cứ còn tại thơ bơ đầy sạt lỏng nó tê chẳng hay rệt sư nước có ban lột tổ là ta đồ đấy nó mà chân thuở quạt nó đang khuôn ngược lang quanh hay quạt có ban plum sang chân bị khuôn nó bọc quạt o hay hay ai để che nâng chân rúi hay quạt có ban ụt sạch đom hay xua thả ta mình là cái chân quay mùi sma mùi quạt ọt chẳng hay đâu bộ đồ chi có ban xung quay mà ta đồ đấy nâng để quạt nó cứ chân song sắc để xa thả ta đồ đấy nó ban cắt đầy để bọc quạt lạnh bản tay nó bên nâng khá xâm biến cứ ban xông ở sơ chú bông rồi bọc luôn á xa là bông vay mở ta nâng sân đại sơ chú bông nâng cứ chìa nẻ hạt kẻ tê đài hay có chì con sơ rồi bọc đô bộ rồi chì đại mình mua thà khá tô nâng bên nó à khá tô nâng có ban thua bơ này dây lên cho mùi nâng cừu rồi bọc luôn đại thua ở ta đồ đó nâng plik luôn có trâu ban khá tô nâng tuột mà chương chô một bùa rút mặt mặt đầy chô cả đá mục đâm bây chì ca xong sức đã ta rồi nó ban cắt đầy được bọc cừu được bọc luôn đã chia đô bộ đồ chi năng hay nơi bê đá khát tô của bông này dễ năng à ta rồi nó có ban to đầy vinh bằng ta à khát tô nó bị ban kịch toàn rút viên của ban cắt chị ta rồi nó trao đi xa tại chị ta nó dễ sạc nghệ bàn đại à khát tô nó cứ bị ban pra xa tụi tay đâm bây giờ một thôi chia vụt cắt chị đô bộ ta rồi nó trao được đại viên nó cứ khó chụp bạp cả tê hay chẳng hay đô bộ đồ chi của ban xua khát mi tha ta chụp chất style vay được bỏ à khát tô nâng men đại khát sẽ mi tha ca pra lập bệnh nhưng pra vốn nó cứ vía lo chiêng bách cà tê đại đô bộ đồ chí nhật ban mùng liền chẳng hay đô bộ đồ chí quát trong giờ cá mới nâng nằm bay bình dồ con sơ pi nhà đồ bọc quan đại quan nó ban tọt ở ta rồi nó mà chơi để xa tại viên nó ban lụi đạn tẹt sai nó chập chong cắt khát sẽ mi nâng khát tô nâng chẳng hay đô bộ đồ chí của ban pra đại đồ bọc quan nó cắt sai mới nâng đôi chi của bệnh một xuồng chăng đại đô bộ rồi chi nó ban mà vô tha nè hạt cà tê nó cứ ai thua đáy nó khai được chia cả bật một ruột ban đời ca tăng chất nó không ca hạt cà tê nó không mua chỉ vật pin một ngày tới một ngày tới nè hạt cà tê nó cứ ai thua đáy được bao kê nó ai khai được chia răng đôi mó hay bắt đầu mắc cứ ruột được cả bật chân chẳng hay đô bộ rồi chi nó các bạn gặp con sơ pin nhà quạt tha mình bật chăm đôi lẽ vật mà quay như tê cứ dương mèo vật nó luôn sập đôi thứ hai chúng này ta đã đến với cứ sạch cam mình tên là thời kia vay đang tục liệt bên đang hay để thuê quan nó đang thả quan nó mình ai được chia bàn chẳng hay quan của bàn prago bay để mày bấm tu tiêm mình đang rút kịch luôn bắt tay nó bây giờ ta đã đến rút kịch luôn bàn sầm lạnh đuôi quan của bàn tay gần lại sầm ngặt làm bay lẹ luôn làm bay phía ba rồi buôn nâng tự chia đánh rồi bỏ quan bên tay nó bây nó nó akato nó của bàn rock hơn người ta đã đến đang đại viên nó bàn đuôi đa ta mà ta năng chẳng hay ta đã đến của bàn xua thả ta akato nó một mình ai men đại khá tốt nâng thà ta viên mà này ai nó cứ cực rõn hay đại ta đồ đến bàm bạp thà viên nâng cứ mình ai dục chân là quạt bàn nụ tê chẳng hay bị nhận nâng có bàn chấp đam vay kia tê Kimo nara Kimo doku to yu hoka nai Itai mo mata Kanbina
ガラスをまぶすのだ。誰が仕切る？艦長に一番叱られたのが俺だ。だからこそ。くれてるのかい？私が思うより出し抜く！優しいんだな、意外と。いて話はしない、お金にまとまってる苦しみを。空手だ。無理だ。初期ប៉ុន្តែនៅពេលនោះហ្នឹងអាតាដូរ៉េនក៏បានប្រើក្បាច់គុណរបស់គាត់ហ្នឹងទះដៃធ្វើឲ្យអាកាតូនឹងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចបន្តមកវាក៏បានបន្តវាយអាតានឹងតទៀតដែលអាតាដូរ៉េនឹងគឺមើលទៅដូចជាទុនខ្សោយអាកាតូនឹងវាយនឹងចាក់ខ្វាក់ភ្នែកយ៉ាងសាហាវទោះបីជាអាតាដូរ៉េនឹងគឺសុំចោះចាញ់យ៉ាងណាក៏អាកាតូនឹងបន្តវាយផងដែរដែលវានឹងគិតថាវានឹងបានយកឈ្នះអាតាដូរ៉េនឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះហ្នឹងអាតាដូរ៉េនឹងក៏បានទះដៃម្ដងទៀតដែលតាមការពិតទៅអតាដូរ៉េនឹងបានប្រើក្បាច់គុណរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យអាកាតូនឹងសម្រាប់សម័យគិតថាវានឹងបានយកឈ្នះអតាដូរ៉េនឹងហើយដែលតាមការពិតទៅគឺវាគ្រាន់តែជាការសម្រាប់សម័យក្នុងគូក្បាលរបស់វាទេដែលធ្វើឲ្យអាកាតូនឹងគឺភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងអាកាតូនឹងគឺប្រុងប្រើអាវុធរបស់វាដើម្បីមកកាត់អតាដូរ៉េនឹងវិញប៉ុន្តែអតាដូរ៉េនលឿនជាងក៏បានទាត់អាកាតូនឹងមួយជើងជិតបាក់កហើយគាត់ក៏បានប្រើខ្សែរបស់គាត់នឹងកាត់កអាកាតូនឹងធ្វើឲ្យវានឹងងាប់បាត់ទៅនៅព្រឹកឡើង Red Sea នឹងគឺបានហាត់ក្បាច់គុណតាំងសើនិងកម្លាំងធាតុរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាលាហាត់ក្បាច់គុណការ៉ាតេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ហាត់រួច Red Sea នឹងក៏បានឃើញកម្លាំងធាតុមនុស្សនឹងនៅក្នុងបាវសាច់អញ្ចឹងហើយ Red Sea នឹងក៏បានប្រើដៃនឹងកាត់ហែកបាវសាច់នឹងចេញដែរនៅក្នុងបាវសាច់នឹងគឺមានសាកសពអាកាតូនឹងដែរអាតាដូរ៉េនឹងបានលាក់ទុកធ្វើជាកាដូឲ្យអញ្ចឹងហើយ Red Sea ក៏បានបញ្ញាប់ហៅឡានប៉ែនមកជួយជីវិតអាកាតូទាន់បន្ទាប់មកសាលាហាត់ក្បាច់គុនការ៉ាតេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រជុំនាយអំពីរឿងគូនសិស្សនិងសិស្សច្បងខាតូនឹងដែលត្រូវបានអតាដូរ៉េនឹងវាយចិត្តងាប់អញ្ចឹងហើយខាសមីនឹងបានប្រាប់គូនសិស្សនៅក្នុងសាលាហាត់ក្បាច់គុនការ៉ាតេទាំងអស់នឹងឲ្យចាប់ផ្ដើមនាំគ្នានឹងស្វែងរកអតាដូរ៉េនឹងដែលសាលាហាត់ក្បាច់គុនការ៉ាតេនឹងគឺមានចំនួន600កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយមានគូនសិស្សជាង10,000,000នាក់អញ្ចឹងហើយអតាដូរ៉េនឹងគឺមិនអាចដុតខ្លួនបាននោះទេចំណែកអតាដូរ៉េនវិញគឺកំពុងតែបន្លំខ្លួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅពេលនោះហ្នឹងអ្នកបម្រើប្រុសម្នាក់បានមកប្រាប់អតាដូរ៉េននឹងថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺជាសិស្សហាត់ការ៉ាតេម្នាក់ដែរហើយបានប្រាប់អតានឹងថាមិនបាច់ចាំលាក់ខ្លួននោះទេពីព្រោះទៅទីណាក៏ជួបកូនសិស្សហាត់ការ៉ាតេដែរពីព្រោះកូនសិស្សមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការងាររៀងៗខ្លួនហើយមានការងារគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយបានប្រាប់អតានឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នផងហើយកូនសិស្សមួយចំនួនទៀតបានមកខ្លងមើលអតានឹងអញ្ចឹងហើយអតាដូរ៉េននឹងក៏បានហៅឡានតាក់ស៊ីជិះដែលតកងឡានមួយនឹងក៏ជាសិស្សហាត់ការ៉ាតេដែរហើយវាបានប្រាប់អតាដូរ៉េនថាមិនបាច់ប្រុងរត់គេចខ្លួននោះទេពីព្រោះនៅថ្ងៃនេះនឹងគូនសិស្សហាត់ការ៉ាតេទាំងអស់នឹងបានសុំច្បាប់សម្រាប់ពីការងារមួយថ្ងៃដើម្បីមកសងសឹកអតានឹងអញ្ចឹងហើយតកងឡានមួយនឹងបានប្រាប់អតាដូរ៉េននឹងឲ្យអង្គុយឲ្យស្ងៀមទៅចាំវានឹងនាំអតានឹងទៅកន្លែងវាយគ្នានៅពេលដល់កន្លែងនឹងរួចគូនសិស្សហាត់ការ៉ាតេជាច្រើននឹងបានមកខ្លងមើលអតាដូរ៉េនឹងកុំឲ្យគាត់រត់ដែលពួកវានឹងបានប្រាប់អតាដូរ៉េននឹងថាឲ្យគាត់នឹងចូលទៅក្នុងសួនកំសាន្តនឹងទៅដែលម្ចាស់សួនមួយនឹងគឺក៏ជាកូនសិស្សខាត់ការ៉ាតេដែរដែលធ្វើឲ្យអតាដូរ៉េនសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពួកវានឹងបាននាំគាត់នឹងមកវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដើម្បីធ្វើជាការអរគុណនឹងគាត់ក៏បានបបួលពួកនឹងវាយគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកវានឹងអរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអតាដូរ៉េនក៏បានស្រែកឲ្យបានប្រាប់ពួកវាថាតាមច្បាប់ការ៉ាតេគឺពួកវាអាចវាយបានតែមួយស្មើតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកវានឹងទាំងអស់នឹងគឺមិនអាចព្រួតគ្នាវាយជាមួយគាត់បាននោះទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្មារភាពគ្នានឹងគាត់ក៏បានវាយមួយស្មើដោយប្រើច្បាប់ការ៉ាតេនៅពេលដែលអតាដូរ៉េនឹងបដៅកូនសិស្សនឹងធ្វើឲ្យពួកវាខ្លាចរួចអតាដូរ៉េនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលទៅសួនកំសាន្តនឹងទៅពេលអតាដូរ៉េនចូលសួនកំសាន្តរួចក៏មានអាក្លោនមួយដែលវានឹងគឺជា manager ក្នុងសួនកំសាន្តមួយនឹងហើយវាបាននាំអតាដូរ៉េនដើរលេងប៉ុន្តែនៅពេលនោះនឹងក៏ត្រូវបានសិស្សហាត់ការ៉ាតេម្នាក់ទៀតដែលវាមានឈ្មោះថាសេដូហើយវានឹងគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយអាកាតូនឹងអញ្ចឹងហើយវាប្រុងមកវាយគ្នាជាមួយអតាដូរ៉េនឹងស្លាប់រស់ដើម្បីសងសឹកអ
chẳng hay vì có ban lột mặt là ta đã đến mặt đây hay cái trời quạt counter mặt đây vinh để thôi à sẽ đâu nâng tha đây là ta đã đến mình có sao ấy mẹ chẳng hay vì có ban tốt là ta đã đến mặt trường tiền rồi hay vì có prong vai ta đã đến to tiết tận tác quạt có ban rụt kịch luôn bắt tay chẳng hay à sẽ đâu nâng có ban ta mà ta nâng rồi hốt đó cả lấy anh kia tẹp lưng mùi đại viên nâng ban lang tam bởi tốt mong à ta đã đến có ban sửa sẽ đâu tha ta viên trong vai sắp luôn mùi sma men bị phua nơi bề đại tế phơi nó lang phua tới person bà vay khnết lẽ cứ đang thật slap hay đại thua à set đồ nó cứ việc phải bình tĩnh chẳng hay việc của ban tìm khuôn tăng chất vay slap luôn phần tay nơi bề nó nắng à ta đồ đến của ban bật khuôn đại à ta đồ đến nó cứ ban nơi bị cào à set đồ nó hay ban chập kịp co về phần tay nơi bề đại tế phơi nó lang phua bề tới của ban thua à ta đồ đến sẽ cho một cào vinh chẳng hay pi nắng của ban mà to vay khnết tiệt phần tay à set đồ nó cứ bị bạ cho vay để xa tay đồ tế phơi nó cứ việc lươn pe đại thua ở viên nó ở đằng vai dạng mạch bàn tay nó bên nó viên ban nó khơi vị thi môi đại ca bị viên hạt bạch côn nó đầu bùa đầu chi ban mùng liền các bạch cho vai môi ở viên đại bạch cho vai mới nó cứ tới ban kề bằng cát láng đầm bay vai cặp chạc nên nó lừa tục đời sang đại ca về muốn nó cứ nó bên đại phụ cháu một nó cứ cho vai cặp chạc nên cứ phụ viên về bạch cho vai chẳng hay miền bờ rom nẹt nó ban bằng cát bạch côn môi đầm bay cho vai nên nó lừa tục nên tôi bây giờ tụng rồi lại khang nhà nào có đau đại đầu bùa đầu chi nên ban mùng liền các bạch côn mới nó tại sẽ đầu nâng hay ban bà bà viên nâng bà bạch côn mình nâng nơi bên đại vay khnê được không ở tép lưng chẳng hay nơi bên đại tép lưng nâng viên lệ khang nâng asset đô nâng cơ bàn bà bạch côn cho nâng thuở ở viên nâng a cho vay bàn bàn tay nơi bên nâng ta tử đến cơ bàn lô chập asset đô nâng lệ cho kram pin nẹ đại ta tử đến bàn dây thai cài hẹn trong vay snap rồi chẳng hay anh ơi ngon một anh mong bản thân là p đại pi nó đua cho crom nó à sẽ đấu nó cứ mới tới cứ đôi chỉ chất ngọt tại hai chấm này à ta đầu đến mới cứ a còn tại khi mình một tịch tuổi đại ta đầu đến cứ quạt bàn prà sai làm bay chui tập khuôn quạt toàn nó p lúc hạt mi như quạt bàn mọc hay viên nó cứ bắt chỉ sọc bơm nó từng vừa vay nhưng lại bị co đã cọt bỏ ta đầu đến là mình tên chẳng hay hạt mi để xưng đôi bộ để chỉ nó cứ mình chọn ta đầu đến thua từng vừa cọt tê tê đại hạt mi như bàn giấy tha ta đầu đến nó cứ tại sập tới bị phua chỉ vật quạt cứ miền này như tê chẳng hay là ta đợi đến cậu bạn xưa rất sư vinh thà ta chỉ vật quật cư miền này ở đại thua rất sư nó khơi nào tây từ ca mùi đại ca bị rất sư nó hạt các bạch con sao linh nó bị khmây nhá rất sư nó cứ khăn cho mùi nó cứ bọc luôn nhàng khăn để xa tại quán nó cứ ẩn oi ra hạt sinh niệm côi tại oi rất sư năng để xa tại ra hạt sinh niệm côi nó cứ ban tài nẹ nà đại ác riêng các bạch con sao linh sọt chùm niên nhàng khăn khá tự ai cho tuôn năng ra hạt sinh niệm năng bàn đại đệ tử nó cứ ban riêng các bài côn sao lý nó cứ tăng bị khmer hay ban riêng các bài côn sao lý nó che nâng soi chấm nến ở hai hay đệ tử nó có chia sẻ lọ khăng khla chiến kê nâng nâng sả sao lý như phòng đài nhưng chẳng hay ban chỉ đệ tử nó ngó tha hay đối với ban chỉ kêu nâng mình ao hát niệm nâng tự khuôn nhưng chẳng hay kêu nâng có ban nôm đệ tử nó tự cần lấy môi đài nâng nâng mình tụng mình nâng cứ chia mùi hai đài đệ tử nó ở ban nâng hát niệm côi nâng để xa tại ca bị muốn nâng minh chuẩn bỏ tiền nẹp ban mỏ hát các bài côn sao lý mới nâng hay quán bán hạt bạch con sai lý nhà sốt chấm lý được hộ đó quán ách ra đầy được bỏ quán nó quay tập lục nông bàn rút tập kê ai quát là hạt niếm côi để thua ở đây sẽ nước chép ai chẳng khăn chẳng hay đam bây giờ tụ bàn là hạt niếm côi mới nâng rất sư nó cứ thử tài riêng chế quay cầm tích mô đợi ra đầy nâng chương hay rất sư nó là lỡ nó cứ ở toàn mình mặt phép đam bây giờ tụ bàn là hạt niếm nâng tê đại thua ở đây sư nó khăn nhàng khăn hay bán sai xu lực rung thà ta chuyên bỏ tê đại tự ban là hạt niệm côi nhé ta quận ở nà đại lực rung nó bằng tha bộ rộng nếm nó cứ bán bắt xuân tăng bị dư lông nằm một hai đại tam ca bắt tức bộ rộng chuyên bỏ tê mẹ nó cứ chia ta từ rèn nâng xong hình chẳng hay đại sư nó có bán xung cổ rộng hay à ta từ rèn nó bán dây thà quận nó bán chinh bị xa xa lý nó ở thời dạ bê chiến xa xếp năm hai hay là lâu nó quạt bàn lư tha nơi bờ tây chân nó miền bờ hạt các bạch côn sao linh đỏ khăng khla mà nè đại từ tua bàn hạt những côi đôi quạt đài đại bờ đom nè nó cứ chỉ rệt sư nâng hai chẳng hay ta từ đến gặp bàn sông rệt sư nó quay mũi sờ đại rệt sư nó bàn bạn để sai được xa tại vì này không sờ sao linh nó cứ mình ăn nhà lại côn sơn nó quay khnì nó tê chẳng hay nó bề đài rệt sư ở prom vay hạt sư mình nó cứ prom vay chỉ một ta từ đến nâng bàn tay tới bờ chi gặp bàn dễ tha tội quạt vay vinh bị phu quạt trong sóng sắc từ lửa ta từ đến nâng đại bàn cắt đây rồi bỏ quạt đạch chẳng hay đôi bộ đôi chi của bạn đọc ai quát hay bạn bẹt khao đó là bây được bỏ quạt mùi tại ca bị muốn nâng đôi bộ đôi chi nâng quạt mình là hạt niệm tha chỉ đặt tao để xa tại ca bị muốn quạt cho chuyện vay một những tao để thổi quạt nâng là bây chẳng hay đôi bộ đôi chi của bạn chơi từ vay ta từ đến nâng môn hay quạt bạn prát đại đại được bỏ quạt là bây mặt ta từ đến mặt đại chơi và đá mục đại à đại đại được bỏ quạt nâng cứ thở ban kê to chộp lăng vinh để xa tại nơi bề đà ta từ đến nâng cắt đại quạt đách
đôi bộ đôi chi nó gọi ban giờ đây được một con từ ai group em này để quạt qua nó ai quạt nó chui to đây quạt wing đại group em này nó mang chấm này pe mà dục to play là bay to đây đôi bộ đôi chi wing hay nó pe đại group em to rồi group em nó mang prap tha ai tụt đây nó là giờ pe mà ngay từ bị ngay từ một đường prap ណារុហូដូអូនរេណូស្វេទេអូការ៉ាទេនេះនៅពេលកំពុងវាយគ្នាអត្តាដរិនក៏បានឌីដូប៉ូរូជីថាគាត់នឹងគឺមិនអាចវាយឈ្នះគាត់បានទេដោយសារតែដូប៉ូរូជីនេះគឺគាត់រៀនតែក្បាច់គុនក្រាតេចំណែកឯគាត់វិញគឺបានរៀនក្បាច់គុនជាច្រើនអញ្ចឹងហើយអត្តាដរិនក៏បានបង្ហាញនៅក្បាច់គុនថៃជីមួយដែលអាខាដេមីមើលទៅគឺថាមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មានទេ អញ្ចឹងហើយដូប៉ូរូជីនក៏បានយកថ្មពីរគ្រាប់ដោយថ្មមួយគ្រាប់នោះគាត់បានគប់ទៅកូនសើរបស់គាត់ចំណែកថ្មមួយគ្រាប់ទៀតគាត់បានគប់ទៅអត្តាដរិនដែលថ្មដែលគប់ទៅអត្តាដរិនគឺឡើងខ្ទេចមកអស់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយអត្តាដរិនក៏បានយកខ្ទេចនឹងភ្លុំជួមកដូប៉ូរូជីនឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានដូប៉ូរូជីនឹង counter តរួចដូប៉ូរូជីនក៏បានបន្តវាយអត្តាដរិនរហូតដល់គាត់យំសុំវល់ចោះចាញ់ដែលតាមការប៉ះទៅអត្តាដរិននឹងគឺបានប្រើក្បាច់គុនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យដូប៉ូរូជីនឹងសមាសម័យគិតថាគាត់នឹងបានយកឈ្នះហើយអញ្ចឹងហើយអត្តាដរិនក៏បានប្រុងវាយដូប៉ូរូជីនឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានដូប៉ូរូជីនឹង counter ទៀត ដែលតាមការប៉ះទៅដូប៉ូរូជីនឹងគឺកំពុងតែនៅក្នុងការសមាសម័យដែលអត្តាដរិនដាក់ឲ្យប៉ុន្តែដោយសារតែដូប៉ូរូជីនគឺបានហាត់ការ៉ាតេយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការវាយគ្នាស្លាប់រស់ជាច្រើននឹងបានធ្វើឲ្យដូប៉ូរូជីនឹងគឺគាត់ដឹងថាការវាយស្លាប់រស់នឹងគឺមិនមែនងាយស្រួលដូចជាការសមាសម័យដែលអត្តាដរិនដាក់ឲ្យគាត់ឃើញនោះទេ もっと分かりやすく言うなら。俺たち君なら真の解きましょう。まあケチでしみったれなんだ。 អរិមគរិមនៅពេលដែលពលរជីវ៉ាតាដរិនឡើងខ្ទេចឆ្អឹងអស់រួចដល់ពលរជីងក៏ប្រុងវាយសម្លាប់អតាដរិននឹងម្ដាយចុងក្រោយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឈប់ដែលនៅពេលនោះនឹងអាខាតូនដែលត្រូវបានតាដរិនវាយនឹងចិត្តងប់នឹងវាក៏បានមកដែលដល់ពលរជីងគឺគាត់ចង់ឲ្យគូនសិទ្ធិរបស់គាត់សងសឹកដែលខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលនោះនឹងគ្រូពេទ្យក៏បានមកហើយបាននិយាយថាពួកឯងឈួនមែនអ្នកជំងឺឈឺនឹងចិត្តងប់ហើយមិនដល់គ្នាជិះ
prong mok song sek Atadarin nang dai thua Atadarin nang phai lang nyoa hai kwat ko ban yum som vo cho chang tau btom mok ke ko ban yo Atadarin nang cho teum ti pep che ban robuh dai ne pe dai kru pep scanning ka Atadarin nang kru pep nang ko ban khoeng tha ne knong dai Atadarin nang keu kwat ban leak krob baik muoy dai krob baik nang keu che avot chang krai robuh Atadarin nang chumnai ae Atadarin veng keu kwat ban prong mok samlap Akaton dabei song sek dai ban thvoe kwat yum som vo cho chang nang bntae dai sa tae Akaton nang keu vi robuh thon chit ngop hai chang hai Atadarin ko ban leuk leng ae vi teu hai kwat ko ban teu song sek do polochi veng chumnai ae do polochi veng keu kwat kampong tae mok pi pteh robos kwat hai kwat ban khoeng tha pteh robos kwat nang keu trou ban ke luich kwas cho chang hai kwat ko ban banyap sraik hai vupon robos kwat tae ne pe nu nang ko trou ba Atadarin nang pra krob baik nang knong dai robos kwat nang mat rom ptuh mok do polochi nang ktech chumnai ae dai Atadarin nang ko ktech phong dai krai pi Atadarin song sek ruich Desin ko ban mok chuu Atadarin nang chang hai Atadarin ko ban suor Desin tha ta kamlang nang keu chea vay dai Desin ban ngei tha kamlang nang keu chea ka banhang nei ka tang chet robos manuh dambei yok chneah hai Desin ko ban bantor tiet tha neak dai mandai chang nei keu ko mandai chneah phong dai đại thừa Atadarin đăng tha mua gì vật quan nó cứ quan mình đại vay nhà kia nó tê đại thừa ơi quạt sai hay quạt các bạn xem ra xin nó vay gì mỗi khi anh chẳng hay ra xin các bạn mặt Atadarin mà đại thừa quan nó đăng tha mua gì vật quan nó tự bây giờ quạt vay nhà kia như nào cả đói bàn tay quạt nó cứ khem rầm thả quạt nó cứ vay nhà nó tê bắt đầu mắc khi các bạn chạm Atadarin cho thêm tí pet ring đại này đã bao bola nó cứ phải khai nhận Atadarin nhận khăng xong bây giờ police các bạn xem ở ra xin nó chui cà pia phòng đại anh chẳng hay ra xin bạn vậy tham bạch phải như tê bị phua Atadarin គឺ គាត់ បាន សុំ ចុះ ចាញ់ យ៉ាង ស្រង ហើយ ដោយ សារ តែ នៅ ពេល ដែល គូ ក្បាល គាត់ ដឹង ថា គាត់ គឺ ម្ដាយ ឆ្នះ គេ សោះ គឺ បាន ធ្វើ Atadarin គឺ ខ្លាច ទៅ ជា កូន ក្មេង វិញ ហើយ រិទ្ធិ នឹង ក៏ បាន ណាត់ Atadarin ផង ដែរ អញ្ចឹង ហើយ រិទ្ធិ ក៏ បាន សន្យា ថា នឹង ទិញ ស្ករ គ្រាប់ Atadarin នឹង ញ៉ាំ
bộ tóc mà những chùa đã bà kì vinh đoàn đại bà kì những bà nông sáng xa là bọc luôn đã lên dựt đòi dục hay nập bên nữa nâng sáng xa là bọc bà kì những bà xù bà kì thà và màn thay nâng bà kì những ưu xa nông nâng đã lên những chân anh để thua ở niên nâng phải khai thà bà kì những nâng thun tròn cho mùi nâng niên nhưng chẳng hãy bà kì có bàn phép sáng xa là bọc luôn thà bà kì những cái dành như những khăng hay có bàn thảm niên đảm bây cùng ai niên nâng bùi bà nông tiệt bộ tóc mắc bù kì có bàn mặt tòa là đã lên tòa tiệt bản thả vậy đã bà kì mặt đăng nâng cứ thả bộ đồ bọc luôn này mình chú mô thai dư chú rô hàm mà nâng bàn đá tam mơ bà kì nâng hãy bàn sửa xa cô nó bọc luôn thả bà kì nâng lấy cứ chết sẵn thấy vậy nếu bị đa lấy những phong sa được bà kí như các bạn bà kí thà nên những cái trong rìa ca chỉ mỗi bà kí rằng để thổi bà kí những o những khăng đại bà kí những cái bàn vô prom hay bà kí những cái prom nằm phong sa được bọc luôn từ thời ấy ở mũi kia vấn đề là sao tại bà kí yên pick có hiện tại chẳng hay phong sa được bà kí như các bạn thà bà kí hay prom như vậy bà kí thà giúp năng những cái trong từ một tụ được bọc bà kí để hay để sao tại những cái yên pick có bàn được từ theo bà từ hay bà kí của bạn từ theo bọc luôn anh phong đại nơi bề đã sáng sáng là bọc bà kí đã đọc tiết là bọc niêng rút niêng nó cứ ban sớm sớm mai niêng long snai chỉ mới bà kí này khăng phần tai nơi bề nó nắng vùng uôi là bọc niêng nó có trơ ban kê cua đã thôi niêng nó cất tha bà hai chị bà kí mong chẳng hay nên có ban bà uôi phần tai ở miền khơi nhà nà kê nội tề phần tai nơi bề nó nắng à Trotsky nó có ban một chỗ bắt tụt niêng hay ban chậm niêng cùng liền thả phần sân bà niêng nó hiện tại sách vì nó nơi sầm lập mà đai niêng chào có tên nơi bề đã Trotsky chấp sáng sáng là bọc bà kí một cùng liền sáng sáng bà kí có ban sách hay bà kí chua hình chẳng hay bà kí nó có ban lột tỏa Trotsky một chương chỗ cả đám mục hay bà kí nó cứ khăn nhạc lăng chẳng hay Trotsky nó bị ban này dạy thả vì ban lưu thả bà kí nó cứ chỉ không mấy môi đọc lăng khá trên kia này là lột bản ta vì mơ bà kí tất cứ cất thả một lăng tê hình chẳng hay bà kí nó có ban ở viết xì bị đầy cả đám mốc rút ở ba chỗ mốc viết thuở viên nó khiêm chủ mò bởi tốt mắc Trotsky vì prong tỏ đầy vinh có trời bàn bà kí nó khăn thờ viết cục viết trên bị tê hay nà bê đại bà kí nó prong tỏ vay viên nó kêu tê nó Trotsky nó gửi viết bàn bắt khuôn tờ hơi đại viên nó ban đuôi chỗ tê vinh hay ban chấp sáng sát bọc bà kí nó tờ hay nà bê đà Trotsky chấp sáng sát bọc bà kí ban sầm rạch rút Trotsky nó bị ban giấy tha tụ bây giờ bà kí nó khăn khá dù nà có đôi cầu viên nó tài chỉ không mê đai để xa tập bà kí nó cửa tôn mình bọc sao tràn được viên bà tốt mắc dương ở chỗ đó cao bà chôm mối đại mê bà lý chấp bọn nâng ban thôi cao bà chôm này dầm bì rương bụi nè tốt khăn khăn đại ban mộc tì chấp bọn nâng chẳng hay mê bà lý nâng ban có hai lê kha cổ xuông dự thô ở nơi Amerik đại quát mình chú mô thà John Spencer mê đặc nôm FBI Bad Island mê ca này cổ xuông dự thô ở nơi ông lê lô Julian Norton nâng chú chong cơ nâng cửa tay tạ khê chị bì spy nè rô si đại mình chú mô thà lô Valentin Sokolo chẳng cả chung của ban chấp đam đại lục sơn đa năng ban giấy tha khnề được bộ quan năng ban chấp ông này tàu pi nhà thứ hai nên sau tập bay nhà tiệt tệ vận tải bộ này tàu bay nhà năng cứ việc bắt chỉ luôn nạn mệnh tên đại còn tại chấp ban pi nhà năng cứ côn trai bị được bộ quan cứ ban sập ông bộ mũi nhà bắt thứ hai chẳng hay còn ban xong ai bắt tay đại bộ này tàu năng ban được cái luôn năng áo chui bắt tay quát chấp bộ này tàu năng chụp cục quân phong chẳng hà tay tạ khi chỉ biến của ban đòi bỏ thả quan năng cứ chọn ao này tàu đỏ khăng khăng môi làm bay tay chấp bộ này tàu mới năng chẳng hay còn có ban xua lục FBI môi thả quát ban lư thả này bắt tay am lấy năng lực nông rốt Arizona năng minh này tàu đỏ khăng khăng mà nè đại châu chết tam chân này tàu xinh xinh thiết đã châu cục hai nhà tôi mình đang cứ mình còn nắng khăng khá hay còn mình sẽ phê ra những cái đại quan nó cứ ai chen chua bị cốc ban đai sẽ đây để thôi ở mấy bị năng nhẹ ba những khăng chẳng hay mấy bị chỉ pon nó có ban chi yến hoa tây bắc tây am lấy đầm bay chum nhà tôi đó là bay bay nhẹ năng nó về đại quan chen bị yến hoa năng quạt có ban chum nó bờ rồng nhẹ đại mình muốn thả Michael đại quan nó cứ chỉ nhẹ cục cong nhà tôi nó không run Arizona năng hay quan mọc lên này cứ đầm bay non mấy bị chỉ pon nó tự chum nhà tôi đó là bay bay nhẹ năng hay nó về chỉ tam play năng Michael nó có ban prap tha lục Oliver nâng cứ quạt chỉ nhẹ prai quạt nâng tự dọn mấy bị chỉ pon nâng đại nhà tôi mà nhẹ năng cứ mình chỉ muốn tha lục Oliver đại thôi ở mấy bị chỉ pon nó nhẹ phải những khăng chẳng hay mấy bị chỉ pon nó có ban xua tha ta lục Oliver nó cứ quạt chỉ nhẹ tôi man chẳng hay Michael nó có quạt ban dây tha quạt nó cứ mình đằng đai vận tải tam cho bắp ruột nó cứ lục Oliver nó cứ quạt chỉ nhẹ tôi nếu bị đau cục nâng nhẹ yếm nó có ban máu chảy lan ở bọc quạt hay nếu bị đã chảy rối kề có ban anh nhả lại quạt châu nếu bị đã đau cục nâng mềm bị chỉ pon nó cứ ban mơ khơi thang cục mới nấy cứ đôi chỉ thòm mặt đàn nó tê đại viên nó cứ sự điên nâng cục nó bị chỉ pon đại và tàu móc quạt có ban đã đau cục mỗi đại lục ở lùn có ban sẵn nơi nhưng chẳng hay Michael có ban bắp thà mềm bị chỉ pon nó cứ ai châu cục nâng nhẹ chỉ mũi pu ở lùn nó ban thầm này ai nó tê nhưng chẳng hay mềm bị chỉ pon nó có ban châu hay nếu bị đã quạt châu lại đau bắt tụt nâng rối vì ban thôi có nó chẹp ai chẳng khăng đại bắt tụt mới nhắn cứ đôi chia bắt tụt mà hai thầy chẳng bắt tụt móc cột có ban đa đo bắt tụt mới tiết đại pu ở lùn có ban sẵn nơi chẳng hay lục ở lùn có ban hai người quan đang chôn một
hay nơi bê quát chú lợi đó nóng quát bà chìa phía bà mẹn tên đại lúc Oliver cứ quát cứ chỉ chung chí sạch mai hay quát nóng cứ miên miệt thông hay bùa mẹn tên hay sự đông lộ bọc quát nóng cứ đồ chỉ dẹn chẳng hay quát bàn chạp đầy nè nóng luôn tha quát mừng cứ miên chú mùa tha Oliver chẳng hay nhóm hai quát tha chỉ bùa Oliver tạm đông tạc được xa tài quát nóng cứ chỉ tụ ông môi đại nhóm châu chết bật tỏ bì bảo hà nè mà hai bùa Oliver nóng cứ quát chóng chú mẹp lý bọn nóng dù mọc hai chẳng hay quát có bàn dọc xa mọc phật hay chú bà rầy như vậy nghe đại thua ở mẹp lý nóng cho ngồi nhàng khăn thà hai đấy bàn chìa nạ tốt bùa Oliver nóng cứ quát ruôn nơi nóng cung đô chìa mà hà sạch thay chăng chẳng hay bùa Oliver nóng có bàn bạp nơi mù là hai đại quát ai ruôn nơi đô chìa nạ miên nóng cung bán cứ đi xa tại quát nóng cứ chìa nạ chạp chào đó khăn khăn chì kê nóng bà tay àm rách hai nóng cung nóng nạ tốt thằng ớt nóng cứ sất tại quát chìa nạ chạp đã cốc đại thua ai mê bà lý nâng nhập ai nhàng khăn bà tốt mốc có miên kê tê mốc bùa Oliver nóng bây quát tại chạp chào chẳng hay quát có bàn bông dọc căng mấy nóng bây bằng hai nơi càng nghe chạm nạ tốt rồi bọc quát ai mê bà lý nâng dỗ đăng bì càng nghe rồi bọc quát hay nơi bê chênh bị cục nâng mê bà lý kia bó nâng gọi bàn khơi nâu rụt cùng nấu môi đỏ thôm nơi chênh chàng đại bù Oliver nâng gọi bàn bạp tha quạt bàn bạp aoi bụi nạ tốt thằng ngó nâng cu rụt cùng nấu mới nâng ai quạt bà tốt mắc bụ kê gọi bàn chiên hoa thì chạp bụi nạ tốt mới nâng đại viên nâng cứ bàn lùi lạc luôn nâng nọ kia môi chẳng hay bù Oliver gọi bàn bạp bụi bà lý tha ở tập tiêu bình tư tục ca nghe mới nâng ai quạt hay quạt gọi bàn chô lạc nọ kia môi nâng nó bê đại quát cho kia mình đang rút của mình bảo rộng nét bàn hai chung mùa bọc quát hai viên đang bàn xua bù ở lùa tha ta nơi chăm vi ọt đại viên ca bì môn nó cứ chìa bà lý mình nét mình chung mùa tha chef đại ca bì môn là chef nó cứ chìa bà lý mình nét đại bục lùa lùa hình chẳng hai viên cả tự bàn bù ở lùa nó quay vì lặng tịnh mốc bạc thông minh bạc đầy bạc chương thu ở chủ vật viên nó về tình nề hoạt đó sắp ngay năng hình chẳng hai viên cả bàn bằng ca phán ca mới đầm bấy xong sức từ lỡ bù ở lùa vinh hai ả chef nó bàn giấy tha bù ở lùa nó cua tại xâm lập viên nó bê đại quát nó miền là ca đại thua ở phú Oliver nó say hay có ba bà chết tha mùi là hai đại quả tục chủ vật ai viên nó cứ đi xa tại quả nó chọn ở chết nó khăn khá lăng hay một song sạc quạt vinh đại thua ở quả nó sợ bài dạng khăn chẳng hạ chép nó có ba bà phú Oliver nó đọc ai môn nâng viên nó bà gặp lưng sạp bánh quạt hay nó bê đại quả đó rút viên có ba bà gặp lưng sạp nó bánh phú Oliver nó đại phú Oliver nó có ba thành gặp lưng sạp nó rồi hốt đo viên nó bánh ốc crop hay phú Oliver nó cứ quạt thành hoặc gặp lưng sạp hai một tên bà này ở khả năng tế bà hà này mắc nơi bê đại quay mùa spes nó cứ thở spes nó bà gặp lưng tốt bánh hay thở rồi bùa bần tay phú Oliver vẫn cứ quạt xì gặp lưng sạp nó chất phèm phù mùi khóa hay quạt nó ở đây phong nè nếu bị thang cọ gặp phơi rồi phụ Oliver gặp ban Prabha chết tha Prabha gặp phơi tôi chẳng cứ mình ăn bánh đùm nước sạch đông quạt ban nô lai chẳng hay việc gặp ban Prabha đai xăm rải cặp phụ Oliver năng để thuê phụ Oliver quạt kịch bị đai năng để thuê việc cắt tha và hai chia quạt năng khai đai năng hay chẳng hay phụ Oliver gặp ban cho mà cái lại nằm bay ai việc chạy mình ta đai năng cứ mà chạy thu sạch đông quạt ban lai hay nếu bị đai quạt lên sai chỉ mà chết năng rồi phụ Oliver gặp ban counter mà đai vinh thuê việc năng thu tiệt chẳng bẻ kia năng cây bị chặt cá phun lại tôi rối pua lửa vẫn có ban từ cục robot quạt nhắm bài vinh đại mà hộp đại pua lửa cho chết khi chỉ steak nên sa được bèn với chu hay cây bị nhắm rối pua lửa vẫn có ban chịu bảy mua hay bị tọt móc quạt có ban nom mềm lìp chụp bón ăn từ mưa nơi sụp hơi robot quạt đại pua lửa vẫn có cho chết ăn nơi bề đại quạt mình bề từ nề đại thua mềm lìp nó nhập ai chẳng khăn chẳng hay pua lửa vẫn có ban thua cá cho trái cho mũi mềm lìp chụp bón ăn tha quạt ăn chui chập phun lại tôi bay nhẹ nó so nó không chụp bón ăn ao hay mùa hai đại quạt cho kết chặt bụi nát tố năng cử đi xa tại quạt năng cử một trăng ai bụi nát tố năng miên sợi đầy phịp chinh quạt nô tê chẳng hai pin năng có ban chiến họ tập tây chụp bòn vinh hay nắp tam phơi năng pu Oliver có ban lô chinh bì la năng đời xa tại quạt năng ban rô khơi nát tố mà nẹ đại nát tố mình năng cử chia Trotsky năng hai hay viên năng cử ban chặt sang xa ba kí năng một cầm liềm hay ba kí năng ban xông ao côn sa khát tê năng chui rọc sang xa là bọc luôn hay phụ kê có ban rọc khơi sang xa là bọc ba kí năng nực nòng ô tai mùi hay ở đây để thuê ba kí nhập ao năng cử đi xa tại ô tai mùi năng cử chịu ô tai mùi đã phụ bọc luôn năng ban luôn này trong này à Trotsky với nhập về đại viên khơi bọc ba kí rồi cứ viên lên trong vai cho mỗi ba kí tiền hai đại viên năng cử trong vai cho mỗi bọc ba kí với đòn đại bọc ba kí năng cử mình mua thai Yujiro Hama hay Yujiro Hama năng ban pháp viên thai và sân bảo viên trong vai cứ vai quạt mọc nhưng chẳng hạn Trotsky cứ viên prong vai bằng tay viên của ban thuê bơ ở khổng lắng hay có ban dọc cam năng lùi tuột ở bọc là bọc ba kí năng bằng tay cả tờ ban quạt counter dạng nghi xua bộ tóc mốc vì có prong lô tờ vay Yujiro bằng tay cả tờ ban Pu Oliver năng chập đầy viết toàn đại Pu Oliver năng Yujiro năng cứ chỉ mật phẹn năng khnề hay Yujiro năng ban hai Pu Oliver năng tha chỉ ăn chen đại chia ra hạt nhiều là Pu Oliver năng đại quan năng cứ ban hạt nhiều mới năng cứ để xa tại nước nông cục năng cứ mình là kê ăn kẹp còn ban nội tệ bộ tóc mốc cột có ban cơ bản chút xíu chính từ cây mùa ôi bằng tay vì có ban tục lượng năng toàn hay vì có squat Pu Oliver phòng đại đại chung một bình bọc quát khi mình mua tha biscuit Oliver đại quan năng cứ chỉ nhận tốt đọc khăn khla chỉnh kê nơi lộn hay quát năng cứ ruột cả ban ca nước không bật tay Cuba hay ban một luôn nước không bật tay Amrit hay ở chút xíu cứ biết sập bài mình tên đại vì anh quay cho mùa năng mình được khăn khla đọc pin năng ban bằng tay nó pe nút ba kỳ của ban một
នៅពេលបាគីវ៉ាឈូស្គីធ្លាក់ពីលើអាគាររួចពូអលវងក៏បានសួរបាគីថាតើមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលសម្លាប់មនុស្សជាលើកដំបូងចឹងដែលបាគីនឹងគឺថាអត់ខ្វល់នោះទេដែលធ្វើឲ្យខាសមីនិងសង្សាររបស់បាគីនឹងភ្ញាក់ផ្អើលហើយបាគីនឹងក៏បានបញ្ជាកំហឹងរបស់ខ្លួនទៅលើពូអលវងនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាសេចក្តីរបស់គាត់ដើម្បីការពារខ្លួនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យបាគីនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែសេចក្តីរបស់ពូអលវងគឺវាតាន់ខ្លាំងពេកប៉ុន្តែនៅពេលនោះអាឈូស្គីនក៏បានឡើងមកលើអាគារវិញដើម្បីមកវាយជាមួយបាគីហើយវាបានប្រាប់នៅក្បាច់កូនតោងឡើងរបស់វានៅពេលដែលវាធ្លាក់ពីលើអាគារមួយហ្នឹងវាបានប្រាដៃរបស់វានឹងចាប់តោងអាគារមួយហ្នឹងរហូតដល់ដៃរបស់វានឹងជាប់ហើយវារៀងចេះក្បាច់កូនតោងឡើងមួយនេះគឺនៅពេលដែលវាខ្លាចជាអ្នកទោសហ្នឹងគេបានឃុំខ្លួនវានៅក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅមួយហើយវាបានរៀនព្យាយាមហាត់រៀនតោងឡើងរណ្ដៅហ្នឹងរហូតដល់វាស្ទាត់អញ្ចឹងហើយបាគីបាននិយាយថាប៉ះសិនបាគប់វាម្ដងអត់ងាប់ចាំឲ្យបាគីនឹងគប់វា3មុនដងដាក់តារា何度でも落としてやるさទៀតនៅពេលបាគីស៊ីមួយជើងឈាមចំមោះរួចប៉ូលីសនឹងក៏បានមកដល់អញ្ចឹងហើយអាចូលស្គីនក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយមេប៉ូលីសជប៉ុនក៏បានជួបពូអូលីវ័រនឹងវិញហើយឪពុករបស់បាគីនេះគឺអន់ចិត្តនឹងកូនរបស់ខ្លួនមែនទែនដែលវាយចាញ់គេអញ្ចឹងហើយបាគីក៏បានទៅសងសឹកវិញដែរអាចូលស្គីនគឺបានលួចលាក់ខ្លួននៅក្នុងអាគារបាក់បែកមួយដែលវានឹងគឺកំពុងតែមួយទឹកហើយបាគីនឹងបានមកបបួលវាវាយគ្នាជាលើកទី3ដែលបាគីលើកនេះគឺបានពាក់អញ្ញាតជាអ្នកបដាលដែលជាអញ្ញាតមួយដែលបាគីជួយចិត្តពាក់នៅពេលដែលវាយគ្នាមែនតើអញ្ចឹងហើយអាចូលស្គីនគឺវាប្រុងពាក់ខោវិញមិនតែបាគីនឹងបានប្រាប់វាថាមិនបាច់ពាក់នោះទេគឺវាយទាំងស្អាតតែម្ដងទៅអញ្ចឹងហើយលើកទឹកទី3ក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលបាគីទាត់ពងអាឈូស្គីសន្លប់រួចពូអលវងក៏បានមកអបអរបាគីនឹងដែលជួយចាប់អាឈូស្គីនឹងឲ្យគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រងចាប់អាឈូស្គីនឹងបាគីនឹងក៏បានហាមឃាត់គាត់ដែលបាគីនឹងគឺខឹងនឹងពូអលវងនឹងមែនតើដោយសារតែគាត់នឹងជួយចិត្តលេងសើចជាមួយបាគីនឹងដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយបាគីក៏ប្រងមាត់ពូអលវងម្ដាយជួយកដាមុខប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគាត់ចាប់ដៃទាន់នៅពេលនោះអាឈូស្គីដឹងខ្លួនវិញក៏បានយកឱកាសមួយនឹងដើម្បីទាត់ពូអលវងនឹងមកជើងជួយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពូអលវងគឺគាត់អត់អីដែលធ្វើឲ្យឈូស្គីនេះឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកម្លាំងជើងរបស់វានឹងគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានក្នុងមួយជើងអញ្ចឹងហើយពូអលវងក៏បានប្រាប់វាថាទោះបីជាវាប្រើបិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានឹងមិនអាចយកឈ្នះគាត់បានដែរអញ្ចឹងហើយឈូស្គីនក៏បានប្រើក្បាច់គុណរបស់វាដើម្បីព្យាយាមកាត់ស្បែកនិងកាត់សាច់ដុំរបស់ពូអលវងហ្នឹងហើយទោះបីជាវាខំវាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានឹងមិនអាចកាត់សាច់ដុំរបស់គាត់បាននោះដែរពីព្រោះសាច់ដុំរបស់គាត់គឺវាមាំនឹងតាន់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យឈូស្គីនភ័យអាយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយពូអលវងក៏បាននិយាយនៅប្រាប់នៅអំពីការហាត់ស្បែកនិងសាច់ដុំរបស់គាត់ដែលការពីយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកបដានឹងតែងតែប្រើដុំគ្រោះអំបើដើម្បីញីស្បែកនិងសាច់ដុំរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យវានឹងតាន់និងក្រាស់ខ្លាំងក្រោយពីនិយាយរួចពូអលវងក៏បានប្រើកម្លាំងដៃរបស់គាត់មកឲ្យឈូស្គីនម្ដាយធ្លាក់ពីលើអាគារដែលធ្វើឲ្យបាគីនឹងភ័យអាយ៉ាងខ្លាំងដែលបាគីនឹងគឺមិននឹកស្មានថាកម្លាំងដៃរបស់ពូអលវងគឺវាខ្លាំងណាស់ណាស់នឹងសោះបន្ទាប់មកពូអលវើក៏បានចាប់អាឈូស្គីនឹងឲ្យមេប៉ូលីសជប៉ុននឹងចាប់វាដាក់ចូលគុកវិញហើយពូអលវើក៏បានអរគុណដល់បាគីដែលបានជួយឲ្យការងាររបស់គាត់ងាយស្រួលផងដែរអញ្ចឹងហើយបាគីក៏ប្រងយកឱកាសនឹងសួរពូអលវើថាតើគាត់ហាត់នឹងញ៉ាំរបៀបម៉េចទើបបានសាច់ដុំដល់ខ្លាំងខ្លានោះហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពូអលវើក៏បានអោបបាគីហើយបានប្រាប់បាគីថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ដែរបន្ទាប់មកពូអលវើក៏បានទៅប៉ូលីសដើម្បីស្វែងរកនូវឯកសារអំពីអ្នកទោសម្នាក់ទៀតដែលវាមានឈ្មោះថាដូលីនៅពេលនោះក៏មានប៉ូលីសស្រីម្នាក់បានមកយកកាហ្វេឲ្យពូអលវើផឹកប៉ុន្តែនៅពេលនោះវិញអាដូលីនេះក៏បានបង្ហាញខ្លួនពិតដែលវានឹងបានបន្លំធ្វើជាប៉ូលីសស្រីអញ្ចឹងហើយពូអលវើក៏បានជះកាហ្វេនឹងចូលទៅមុខវាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានវាខោនធើគាត់វិញហើយវាក៏បានម៉ាត់គាត់មកកែងចូលធ្ពោះធ្វើឲ្យធ្ពោះរបស់គាត់រយះដែលធ្វើឲ្យពូអលវើសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលដូលីនេះបានមករកគាត់ដែលខ្លួនឯងបាច់ចាំឲ្យគាត់ទៅរកវាវិញអញ្ចឹងហើយពូអលវើក៏បានទៅបិទទ្វារចាក់សោដើម្បីវាយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រុងរត់ទៅវាយវានឹងគាត់ក៏បានវិលមុខដួលដែលដូលីនគឺវាបានដាក់ថ្នាំសន្លប់មួយនៅចុងកបិតរបស់វានៅពេលដែលវាកាត់មុខរបស់ពូអលវើហ្នឹងបន្ទាប់មកវាក៏បានមាត់ពូអលវើមកជើងធ្វើឲ្យគាត់នឹងហូរឈាមមួយតឹងចឹងហើយវាក៏បានបន្តវាយគាត់ចូលកដារមុខធ្វើឲ្យគាត់នឹងដួលសន្លប់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះវិញពូអលវើក៏បានខោនធើវិញដែលគាត់បានលួចចាប់ជើងអាដូលីហ្នឹងហើយវិលវាដូចតុក្កតាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាប់វាបោកជួចជញ្ជាំងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មនុស្សនៅក្នុងអគារនឹងឮសំឡេងញ័រទាំងពេញអគារតែម្ដង
chúng này à đôi lý vánh nè bê đã trở bùa lùa chập bạo vi chô kram đầy rứt cư riêng cài bảo viên cư mạc lên bàn ta hai hình chẳng hãy bùa lùa có bàn chập cổ ai viết bình tác đầy bảo quát cơ tơ bàn một làm đại viết bàn lẹ nực nông ai được bảo viên năng bởi tốt mốc việc có bàn counter bùa lùa vánh đầy viên năng bàn mặt còn mặt đầy chô có đá mốc hay bàn pra gầm bẩn năng chạy chô bùa bảo quát hay bởi tốt mốc việc có bàn bàn to vay bùa lùa rồi hốt đó quát đùa bạn ta nên bên nó nâng mê bởi lý nâng chi bù gà vang gặp bán mọc hay gặp bán khơn chiêm bình bằng tục nhưng chẳng hãy bù kê gặp bán xua bù ở lửa tha mê nửa ấy gạt lăng nhưng chẳng hãy bù ở lửa gặp bán nâng dễ lên sai tha bởi lý xe nha chấp bón cư bạch chế cài khăn mình tên đại quát gọn tài nâng dễ nhai tích tui sắc hồi do gặp bạch chạy quát hay rụt kì khuôn bạch tờ bởi tốt mọc bù ở lửa gặp bán chụp nâng chi bù gà vang đại bù ở lửa nâng cư lưu tha chi bù gà vang nâng miên bạch côn môi đọc khăn khla đại ai ai mình được tôn xáy nâng ai dựa khi nèm được thông bàn nhưng chẳng hãy bù ở lửa cứ chong test bạch côn ở bó chi bù gà vang nâng mơ đại quát nâng bán chập đầy chi bù gà vang nâng hay quát bán pra gồm lăng nhàng khăn nâng bây chập đầy quát bạn ta nó bên nó chỉ bù gà vang của bạn prang các bài côn ở bọc quan đang chặt đầy và đồ bù ở lửa nâng vinh để thuê quan nó chụp ai những khăn chẳng hay cột của bạn xong cho tránh tay hay các bài côn ở bọc chỉ bù gà vang cứ mình chung thả ai kỳ đại chỉ các bài côn mới để ai counter nơi cầm lắng dẹt ở bọc bù ở lửa nâng bàn trong này à đồ lý vinh nó bên đại việt bạn rồi kí luôn rước việc của bạn kết thả bù ở lửa nâng cứ khăn khla pe hay việt nó cứ ai giờ chỉ quạt bàn nó tiền chẳng hay việc của bạn lọt nẹp xe nhầm bay một vay chỉ mũi vinh chẳng những xong cho video thầm nắng sáng mà nào bạn hạt làm bài chặt chào chẳng hãy quạt trong hạt các bài côn năng mùi pi đầm bay pra chẳng hãy mềm lên các bạn này nằm ở pool over nước qua nơi côn sơn để hạt chú đấu năng ở côn sơn thì ông đang chui về đến pool over chẳng hãy kể các bạn ai ai chú đấu ai quạt bẹ bàn tay để sao tại ai đang tôi pe quạt các bạn hãy để ai đang tranh nằm bay ở viên nghe sưu bẹ vinh và tao mắc côn sơn mũi các bạn một mùi điên pool over năng ở quạt che chắp bọc bàn tay pool over cứ gọi bàn pra các bạn ai nó tay cứ quạt bàn pra cầm lăng bọc quạt sắt nằm bay chắp đồ côn sơn mới năng để thổi quạt chân này hay có thổi quạt nhẹ vào phòng này để còn mình được sman tha bạch côn chữ đô nó cứ vì nghĩ rồi hạ năng so bởi tối mắc kỳ các bạn ai côn sơ dẹ môi một vay thì mùi nhà pu ở lửa vinh đòn chẳng hay pu ở lửa các bạn chạm ai dẹ năng của vị được cũng mình chăng nó pe để pu ở lửa do chân này sơ dẹ năng rút pu ở lửa các bạn xâm ơi mê plis năng ai sài gòn mai tại ai quạt để sài gòn mai nó kêu chỉ đầm nắng môi để kia ai côn sơ để hạ chữ đô nó che to trầm nén o để mê plis nó kêu chẳng ai pu ở lửa nó tê bị pu pu ở lửa nó kêu quạt che để pra cầm nắng quạt sơ năng hay quạt ở miền bà các bạn cũng chú đồ xây môi phong bình tay để sang tại mình cũng sơ na ai giúp nhà phụ ở vợ ban chẳng hay mê plis này có bạn bà phụ ở vợ nó ở vai tăng cho bà chú đồ bình đông đại nước không bà chú đồ nó cứ dân thử để chập bao từ từ nó ở non bà nó đầy mồn chẳng hay phụ ở vợ có bạn ai cũng sơ dẹn nó chập bao quận mồn bình tay nó về đại việt trong chập bao phụ ở vợ nó việc có bạn khơi thà riêng cái phụ ở vợ nó cứ đôi chị đám chơi môi đỏ thôm đầm ai chập bằng bạn ban hai nắp để việc chặt bao phủ ở lửa ban phủ ở lửa của ban chặt việc bao quanh đại lượng này cứ quạt ban bao vi ở không biết ban hàng đây muốn nằm bây giờ chứ nè bắt đầu móc phủ ở lửa của ban mình to chặt bao vi to tiếp đại lượng này cứ quạt ban cột này chụp chủ đồ tặng ở hai ban plan này chụp chủ đồ nằm bây giờ chứ nè phòng này đã thua ở phụ kê nó chụp ai nhận khăn đại phụ kê nó cứ mình đặt màn thay cầm nắng bao phủ ở lửa cứ việc khăn ăn so chẳng hãy phụ ở lửa của ban xua mềm lì tha ta ai ai quạt nơi sai quạt mai ban nơi bị phụ quạt ban vay đại cột này chụp chủ đồ tặng ở hai đã thua mềm lì nhưng mình đang như vậy tham mệt bạn ta nãy nuôi nâng chị bù gà vang của bạn thôi chỉ nhẹ vay mỗi pu ở lửa nâng vay mà đong để thuê ở con sơ chú đô nâng ngư cho làm bay cột cù được bao kê hai pu ở lửa nâng cứ sợ bài nhạc lăng để quạt trong vay mỗi chị bù gà vang nâng đài hay đại sa tại pu ở lửa đơn thả các bạch côn ở bao chị bù gà vang cứ thở ca chập quạt muốn chẳng hay pu ở lửa của bạn chi em chập bao chị bù gà vang nâng ở lươn làm bay cùng ai chị bù gà vang counter toàn bạn ta nãy nuôi nâng chị bù gà vang của bạn còn lại luôn cái chân bị cạp bao của pu ở lửa nâng môn đại thua ở pool over nâng khăn bàn tay nó bay nâng cột của bạn xong cho tranh môn để xa tài nó bay đại pool over chập chỉ bùa vào bao nâng chỉ bùa vào của bạn prang bạch côn ở bậc quan nâng cạnh bạn đại pool over nâng môn hay chỉ bùa vào của bạn ao sai của bạn không ai tại ao pool over nằm bay thua chỉ mà tập hiệp tóm mọi dương của bạn chung này hạt bạch côn mẹ tiết đại quan mình một thà shinogi kosho hay bạch côn ở bậc quan cứ chỉ bạch côn karate môi đại prang đại nằm bay cắt sai chia mà nơi đôi chỉ có bắn chẳng hay quan ban mộc sơn là karate cứ nằm bay mộc biển côn sơn karate nó ở trên nó có bạch côn ở bậc quạt cây bị biển côn sơn rút khát mi nó có ban tên là gì đường lôi bằng biển ở bậc quạt đại quạt cửa trong man lôi nhau tay bàn tay quạt cứ trong đang nơi tì tăng lệ khôn ở bậc này tốt đồ lý năng hay quạt nó cứ bắt chỉ khăn mình tên nó pe để khi mình là cái hay quạt từ vay khi chỉ mua để thổi quạt nó cất tháp ở hai chỉ phụ viên nó mới nghe tha quạt nó cứ on hành chẳng hay quạt cửa ban sai này vậy tha quạt lâu nó cứ khăng chỉnh rất sư để tiền chẳng hay khát sương mi của ban prap quạt tha anh này tôi xử lý nó cứ việc ban lẹ khôn nó không ổ tai mũi không một tôm bờ mũi
chẳng hay cốt của ban bình nhập tư dùm này à đồ lý vĩnh cư vì gồm phương tài tế mươi của bật lẹ rồi bỏ hù viên. Nếu bên nó có mình mê tốt chân tức mà nét đại chia mật phép rồi bỏ bục bà kì để quạt mình mua thang kể rơi đâm hay quạt bàn giấy thà à đồ lý nó cứ việc bàn lẹ của bật nông khuôn cho anh chẳng bà hai chỉ viên nó phải bà luôn nơi hay. Chẳng hạt đồ lý của bàn bằng hai bà quạt thà viên mình kể lưu bật chia của bật mua nó không còn đầy rồi bỏ viên. Chẳng hay nó bên nào đại vì thầy ca của bật nó vì ai bình chân của bật nó bàn nó bên nào của bàn này. Hay chỉ trong cái năng việc bàn bằng hai nào vượt sầm ngặt bảo vệ môi đại chỉ gặp lưng cho lẽ đang không đầy bảo vệ là thua ta kể năng cứ gọt nhẹ ai chẳng khăng phần ta nó bên nó à khô show của bàn mặc đo hay việc trong một buổi đồ lý năng vay kia chậm này à đồ lý vẫn cứ việc ở sâu khoa chỉ mỗi nào khô show bàn mà nó tê đại việc cất thả khô show năng cứ còn tại chia này hát bài côn thầm đa phần nó phần ta nó bên đại việc trong ngập vay năng có tới bàn khô show tuột về mà chân chuồn chân có thua à đồ lý năng cách bên năng và tóm mặt đôi lý của bạn nghe hay viết prong từ vai counter bình mình tay cái tờ bảng khô show nó mặt về mặt cạnh chuồn chẳng có tiết thua à đôi lý nhưng mà cách pin năng động hà mặt bàn hay bật tóm mặt đôi lý của bạn chỉ riêng không prang ngược lăng vai mình tay cái tờ bảng khô show nó vai về rồi hộ đồ hộ đạt đôi lý nó lên mình cầm lăng ngược vai to tiết chẳng hạn khô show của bạn từng coi như vậy địa đôi lý năng mình tay cái tờ bảng đôi lý nó ra đây gặp lên rồi bảo viên năng mặt à khô show nó mặt đây cho mất thua ở viên năng việc mất chẳng hay việc của bạn khi em đặt một vị ở vị trí cả lẽ vinh và tóm mà đồ ly của bạn mình trên gặp bật bỏ viết tặng ót là bay một vai để thua khô chiếu nông trong bình dân gặp bật bỏ đồ ly nên chẳng hay nơi bây giờ đồ ly tích chất quát có được bạn khi em vài đồ ly và ta đồ ly cứ vì mình ra gặp bật viên nó tích cứ vì bạn ra gặp bay để vì bạn lẽ không trùng được bỏ viên nó bằng một tốt một đồ bà khô chiếu nó nằm bây giờ nè đã thua ta mê thì hiến nó bạn dễ tha nên mình chỉ cao vay kia đầu viên mình được pro nó tê đại đồ lý cứ việc bạn ra gặp bay nằm bây giờ nè chẳng hạn đồ linh của bạn gặp quạt tha vì mình mang trên nhà vay kia smart trăng được có vì vay kia là bây giờ lôi được cái chung một tê cứ vì vay kia cứ làm bây giờ giọt nè hay mùa là hai đại vi trong squad nơi lưu chi tranh cứ để xa tại vì nó trong tranh là bên đại vi bạn para là bách được có para cầm nắng các bách quân ở bao vi tăng ở hai này để tranh tiệt đại vi nó cứ chia ra mỗi đại vi trong squad và tao mất dừng ở chỗ đó ba kỳ về đong đại ba kỳ những ban coi lên chỉ mỗi sáng sáng là bao luôn nó kết tình lệ mùi là bên nước pro hai nhưng mà các bạn một hay mùa là hai đại quạt bẹ mắt nó cứ để xa tại quạt trong cá pp chỉ người covid đầm buồn năng ngay như vậy lên sáng vậy mùa là hai đại quạt bẹ mắt cứ để xa tại một bao quạt nó miền ở bùa đại viêm tăng chia sáng bài hay pro hana nhama ban su ba ki tha ta ba ki ning chong ban mnis srei rư ko chong ban song san robos khluon da thua ba ki ning mndeng chlai tha maing chang hay pro hana nhama ko ban prab ba ki tha pasan ba ba ki ning chong ban srei cham kwat chuay rok sai saat aoy da thua oy ba ki ning khang yang khlang da pro hana nhama ban nyei rư ning ne muk song san robos khluon chang hay ba ki ko ban prong tovai pro hana nhama pantai ko trou ban kwat ton me cheung thleak chu tale nơi bên nước sông sa được bao bao kỷ ban toát chương pro hanayama đại niên nó cứ khăng yàng khăng đại pro hanayama nó cứ mơ nghe niên thanh niên nó cứ mình xăm chỉ sông sa được bao bao kỷ hay bao kỷ của ban chi yếm quạt sông sa được bao luôn nằm bay cầm oai pro hanayama nó khăng vay sầm lấp niên chẳng hay niên của ban này dễ thanh niên nó cứ mình khai nhu tê đại thua oai pro hanayama nó phèm ai yàng khăng hay của ban cao sa nó phèm khai han được bao sông sa được bao bao kỷ năng chẳng hay pro hanayama của ban đa chương tới lên rồi nhà nhà dùng mũi cù sniper nhãn tiệt giúp lắng sáng sáng bọc bạc kín của ban mộc đẹp bọc bạc kín xong đây chỉ môi hai nhà bạn bạc bạc kín than nghĩa nó cứ cất âm pin bạc kín là hốt hay bạc kín của ban cất âm pin là hốt đài nhưng chẳng hay giúp lại nó nơi đây bạc kín đến sáng sáng bọc bạc kín của ban lui châu phôi bọc bạc kín đây chỉ môi bạc kín đã thua ở riêng cài bọc bạc kín nó nhòi dạng khăn để xa tại vì cái chiến lược tim môi hay để bạc kín bạn đây chỉ môi người say hay bạn đông bọc bạc kín của ban nhọt đã phong đài hai nhà pe đã ba kí trom lên bát ba kí gặp long thui ấy mỗi sáng sáng bọc luôn mà tai nhà pe nó nắng ba kí gặp ban khơi nhập bọc bọc luôn chẳng hay ba kí gặp ban ao cà pê sáng sáng bọc luôn hay ban thả ao di chiron thả mình pe giờ này đó hay một mưa côn đây giờ mùi nước say nắng đại thua di chiron sai hay quạt gặp ban ba kí thả quạt một lần này cứ nằm bay đo chơi giọt bò đó ba kí nắng để sao tại quạt cứ miệng bao giờ sao chơi năng ca đây giờ mùi nước say chẳng hay quạt gặp ban ba kí na rùm muốn nằm bay ở khăng khăng để quạt ban cứ quạt nó chẳng ở ba kí thưa khi giờ mùi sáng sáng bọc luôn nằm bay bốn màu hay thưa rồi hồ đỏ cầm lăng năng ngày chẳng bằng dễ khay tới rùm muốn bỏ di chiron cứ tha sạch cứ mà thảm pol hay để sao tại nhóm huyện bảo vệ sao chẳng hay nhóm đăng thà rùm muốn năng miền bờ sạt tập hiệp ở tây chẳng hay bạn nào đại miền bảo vệ sao đấy ai cũng mình hàng cầu bàn thà việc bật mẹ nọt nó về bây giờ con qua rất di chuyển của bạn chạy trên tay hay ba kí nhưng của bạn prap sang sao bật luôn thà ba kí nhưng khi trong thua tam nên đồng bộ miền đại phục bật luôn bạn prap đại thua ấy sang sao bật ba kí nhưng yên hay nên của bạn vô pro mà ba kí nhưng thua tay và tóm mắt dừng ở chùa đó ra sư vĩnh đông để ra sư nó bằng cô nhà mà hai nước nông phố chỉ để than chân mùi nơi bên nước quật của ban chùa mà nơi kia chung chứa bạch sò mà nẹ là mình chứa mua thả chạc hàn mà đại chỉ côn pro robot yu chiro hàn mà nâng chỉ bóng pro robot ba kỳ hàn mà
đại chế các vị muốn cứ gì nè vay bị đá thằng sai về người ngất môi đại chủ yếu prát năm nằm bay lăng cầm lăng thạch đồng thôm thổi quạt nâng khăng hay nè pe chế vay khi nè thôi là mình chỉ mỗi ba kí nâng group pe mình đã có ban prát ba kí nâng cầm vay nâng thôi là mình nâng ai vì phố chế nâng cứ ban chặt năm lăng cầm lăng chăn pe hai đại vì ai thổi chế nâng sập ban hay tự bay chỉ group pe nâng không được dễ dàng nào cái đó có chế nâng cứ mình sập đài hay chế nâng có ban chưa ôn pro bọc luôn đại chế ba kí nâng chỉ lực nằm bốn nâng không thôi là mình nâng phòng đài hay vì nè bóng pro nâng cứ bắt chế sập bài mình tên nè pe đại ban chụp nè chẳng hay pin nhà bóng pro nó có bán sân nhà khi than đường vay đại bên trên cầm nắng bóc bù kê tặng ót là bây giờ chứ nè hay nó pe cho ra tất chân cào những ba kí nó có bán prà bóng pro bóc luôn tha nhom đường prà có bắt chân cào bóc nhom hai bên sân bóng ai counter có bắt mũi đường bán bóng đường chứ nè hay chạy nó cứ ai counter có bắt chân cào bóc ba kí bán để thua ba kí nó chỉ đang không thôi mà đứng tay hay chập tăng bị pe nó móc chạy nó cứ bán prà pro dạng khăng đại chạy nó là cứ khăng đường khu chiến môn tham tiệt để thua ở ra xứ ngõ tha ta chạy nó thôi là biết mấy tên ai pro được nặng 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 bất tâm mấy riêng của ban chụp này group pet ở bóng chạy đại quát game mình mua tha cứ đi hai chỉ nô ghi đại quát nó cứ chỉ nhẹ hát cái bạch côn mỗi đại prai chụp nền pet mặc vay hay quát cứ chỉ bóng pro ở bóng cứ show năng đại quát nó cứ ban mong một tí pet lớn này cứ làm bay một mơ pro ở bóng quát đại trâu ban là đầu lý này prai có bạch bằng thu mục năng bất tâm mấy quát của ban ta chụp chạy làm bay pin đặt mơ riêng cài ở bóng chạy năng đại quát nó cứ chỉ nhẹ thôi cà về cắt chua ở chạy là người pro sạch đốm năng hay cà phê cắt lăng của pum những cái gì cà phê cắt mới được chưa chấp chỉnh kê chẳng hay được group em những cái bất chế xa chạy mình tan đại drum những cà phê cắt được bao quát bàn hay chạy những cái bàn ở cùng được group em những phòng này dụng lăng nó bị đại sư chỉ cái đại dân nó không xa tầm lớn những quạt của bàn chùa bàn đầu lý những đại chế tận nà chẳng hạn đầu lý những cái bàn này dễ tha dân bàn sân nhà này tha nó bị đại dân chụp này dân làm vay kia mình tan để xa để tin những cái chỉ xa thì nặng chẳng hay dân mình bạch vay kia nó tê chẳng hay đất sư của bạn dạy tha quát cứ mình bật cano tê cứ dừng anh quay nhà tina của bạn đây để thua à đầu liên sai hay là bị đá không xa mình được chán là đầu liên của bạn dạy tha nhà tina cứ mình được chán là chẳng hay bật dừng quay nhà tê dừng anh bắt bỏ đầm lưới thầm đá bàn đại đất sư nó còn tha còn mình khoa nó tê dừng anh quay nhà tina của bạn đây đại thua ở phía nó trong quay nhà mình tan nó bên nó là đầu liên của bạn một bùa đất sư được phát ra vinh đại đầu liên cứ bị bàn pa xa là một bị tê vía ở đất sư nó phát hay ra xin có bạn như vậy tha quạt bạn lưu tha đồ lý nếu bạn bạc rộp bay làm bây giờ chứ nè khô xô năng à chẳng hạn đồ lý của bạn như vậy tha ta viết bạc rộp bay những comment chẳng hay ra xin của bạn như vậy tha quạt cư mình khoa nó tê cư dương ai quay nhập bên nào của bạn này để quạt nó cư mình khoa tha đồ lý nếu bạc rộp bay được của bạc ấy nó tê chẳng hay bây giờ của bạn vậy như tê bề đã đổ lý các thà viêm ai ước nhà rất sư ban rước việc của ban prà của bài sai nhà bây rồi kịch luôn chẳng hay rất sư của ban nhập ta vía hay các trợ ban là đổ lý những lui chạy bị cày khăn đại thua ở rất sư không những khăn của ban lột tụ vay đổ lý làm pinh luôn đại thua ở đổ lý ông không lắng cầm lại liên ban chẳng hay việc của ban này dễ than để sao tại việc khoảng này khăn tiêu thua ở vía lui chạy rất sư không chậm được sao hay để sao tại liên cai việc được buộc pinh luôn tiêu thua ở vía ông không lắng chẳng hay ở đây có bám prà đồ bộ nóng vay của bạch chân bị khuôn ở đồ liên dạng sốt trong nền để thua ở đồ liên đơn thà của bạch quân chân cứ bạch chế xa hai mẹn tên hay viên nóng cứ ai ở trên đây sư bà nó tê bản thân nó bê đến nóng đây sư nóng cứ mình bán vay ở đồ liên chẳng hay ở đồ liên có bán xua thà hạ đấy bán chìa quạt nóng mình prà đồ bộ nóng vay về cho kênh hành dân chẳng hay đây sư có bán dạy thà quạt cứ mình khó nó tê bị phố quạt đơn thà ở đồ liên cứ ai vay không bạch trên đây quạt bán nó tê hay ở cả đại viên ai trên đây quạt bán cứ xôn chẳng hạn đầu lý của ban lui prà cơ bay bảo vệ mình tay của trợ ban rất sư những kịch toán hay rất sư của ban prà đồ bộ những vai đầu lý những tục liệt hay nhập về rất sư trong mặt viên mặt đáy những của trợ ban chạy những chặn năm sập thổi rất sư sập làm bởi một bài ca bạc cuộn đầu viên pin nhãn năng hay chạy của ban do và ván ao rất sư là đầu lý vinh hay chạy của ban prà đầu lý tha vì ai mà vay mùi quạt ban nhập về là để bù đồ bảo vệ những kia sập bài ở hay chạy của ban đa chính cho bắt tới bất tâm ở đầu lý của việc prong chinh đã đại bản tan nó bên nó việc của ban khinh mình pin một crom nó còn phong tài lưu lời bảo đại sư năng nó bên đại sư sập lập chẳng hay việc của ban tự chui đại sư đại vay không mình pin pin nhẹ năng
hay để sao tại khách mình kê lưu lưu những thuốc bạp rơi sư nâng à đầu lý của bạn smart chất ca phía rơi sư nâng hốt đo rơi sư nâng đăng khuôn vinh rất lăng rơi sư của bạn đăng khuôn hay quát của bạn hiện ai yang khăn nơi bê đại quát khởi đầu lý cho ca phía quát nơi bê đại quát sử lọc hay à đầu lý cứ việc bạn cho ca phía quát tèng là bố viết ngôn hay việc bạn hô chim tràn thêm tiết phong chẳng hay làm bây chỉ cắt đăng khuôn nâng rơi sư của bạn nó mà đầu lý tìm tí bẹt hay nhà Peru tập tam play nâng rơi sư của ban chủ ôm sạch chỉ trang đôi chia cục xe lăng lưới spin cùng tịch một tô nẹt chi tam play đại khnien từ tịch một tô hay thời rơi sư cùng tịch tịch o hay nhà Peru đại rút đo tỷ lệ mũi nâng rơi sư cứ chơi long spin chẳng hay rơi sư của ban rút lăng lưới tận do tam một đòn đại thua ở bẹ môi buồn coi sư thấy nhá quạt ban dễ tham và sân và quạt prap kê tham mềm mà ai đôi lưới tận ban và hai chỉ kê tham quạt chua thay cái bị long rút rơi sư của ban nằm ở đầu lý nâng châu tây sơn lạc là tây đang bay phía ba độ bùa vía cái móc ở đầu lý của bạn đang khuôn lang quanh hay ra xứ của bạn thua hai chân bay đầm bay ở đầu lý nhanh nhầm đầm bay phía bàn ở bùa vía hay ra xứ cứ bạn như vậy thả đầu lý nó cứ bạn hô chim tràn bay chẳng hay côn sơ cà tê nó cứ bạn smart chết một đồ nói chim đầm bay chui vào đầu lý năng hay nó bay đã đầu lý nhầm rồi vì của bạn như vậy thả một hôm ra xứ thua nó cứ bật chỉ hang mình tên đã thua nhóm kinh nhàng khang nó bay là nhóm mưa cái lại năng đã nhóm mưa tới cứ cắt thả bia nó cứ đôi chìp đầy bồn chăng hay là bây giờ rơi sư đa chênh nâng ở đầu lý của bạn chỉ ở con rơi sư nâng hay việc của bạn chênh phim tì bẹt nâng tử dục lăng ở đầu lý của bạn tự chụp con sắc karate nâng khát sư mì hay việc bạn mọc tí nít cư bởi ở con đo sắc karate tặng ngó nâng để bạn chui đo chiêm chui dự vật viên giáng hay việc bạn prong mọc lý nít cư nằm bây vay thua chỉ mật tập hiệp để khát sư mì nâng bạn dự prong hay khát sư mì bạn prap ai con sắc karate tặng ngó nâng cho mơ cả bộ cuộc mình nâng hay là bây giờ bộ kê prong vay khí nâng ở đầu lý của bạn tự dọc ai karate đồ bảo viên nằm bây mọc vay bản thân nó bên đó nó khá xem mình cứ nhập ai những khăn đại viên nó cứ mình chỉ ai cả tên thế cứ viên chỉ ai bẹt cả bia phượng đại tam cả bát tơ đầu lin cứ viên ban một tin thế cứ mình bán song côn thế cứ viên một đất sơn la nâng chào tại mặt đồng bát tơ bị viên ban đất sơn la cả tên nhưng đối viên của ban đa trên những người xua bản thân nó bên đó cứ viên của ban chụp đồ bồ rồi chi thế này để khí つけといてどこ行こうってんだい đầu lý chụp đôi bồ rồi chi rít đôi bồ rồi chi các bạn dễ tha quan nó cứ bắt chế sầm nàng mình tên là quan nó ban chụp trao để lướt đất làm bọc quan đại chi đầu lý như ngay hay một đôi đôi bồ rồi chi với một bọc quan cứ sát tại sát nam để một pì ca vay này cho mọi ta rồi đến nên để ta rồi đến các bạn para các bay để bay vay cùng tịnh một đôi bồ rồi chi tịnh hay đôi bồ rồi chi các bạn sửa đầu lý như tha ta viên nó vay tranh ở trận nơi bị phù à đầu lý nó cứ về ban vay tranh bùa và những rất sư hai chẳng hà đầu lý nó cứ tại quan nó rút chi tranh để về trong bán hai đại đầu lý nếu việc bạn bạn để sai tha vì mình toàn tránh cái tay bị buộc bị prong được song sắc quanh chẳng hãy đầu bồ chính của bạn là dễ liên sai bao cả đầu lý tha đầu lý nó cứ viêm anh được song sắc quanh bạn nó tay bị buộc buộc ở luôn nó cứ trở anh cái sẽ trong các bạn ngọc bạn hay trong này là sư vẫn cứ trở đừng chui đây kia sẵn còn ngọc đá hay để thua ở đầu lý nó chép ai những khăn bị buộc viêm anh được song sắc bị nó quanh bạn chẳng hãy đầu bồ chính của bạn là dễ tha bớt sân bà viên trong quan là rui chi tránh vì anh một vài chỉ một quạt bàn đã đổi lý cứ việc bàn vô prom chẳng hãy pin anh của bạn từ lạnh ngắt nằm bay vay kia hay là pet dog lạnh ngắt vay kia nó đầu bồ chính của bạn phải mặt đổi lý tha vì anh phải vốn đừng cọ bay được bao viên một vài chỉ một quạt bàn chấm này đầu bồ chí vẫn cứ quạt bàn đã đặt đầy được bao quạt sắt một vài tài phần nó đã thua ở đổi lý nó thì dễ tha viên nó miền mùa hạ đấy tập nào vốn đừng một vài chỉ một ta chắc đầu bồ chí nó tê đại thua ai đâu phù được chi những sai bị buộc quật đăng tham mà nơi đầu lý những cái chuyện mà nơi môi đại mình cầu biện chặn nó tê đại đâu phù được chi những cái quật đăng tham viên những lực phàm của bậc bồ viên là bề đại viên vay tránh quật đại thua đầu lý những khăn nhà khăn đại phù đâu phù được chi những bạn mới nghĩ về chẳng hay làm bay thua cao vay khnien những smart phim khnien đâu phù được chi những bạn mà bùa đầu lý những vay khnien mà này mà đầy vinh mà đong đại quật những bạn dễ tha quật những cứ mình phàm của bạn con cả tê nó tê bàn tay quật cứ chọn à đầu lý những sân nhà chỉ mới quật tha viên những mình lui phàm bật lẹ bảo viên lại đại đầu lý khi việc ban vô prom chẳng hay việc ban lột tờ vay đầu phù được chi những đại phàm đặt đầy sợi bàn tay việc tờ ban đầu phù được chi những phàm các bạn cũng cả tay counter hay vay viên vay để thuê viên nó chạm ai những khăng để viên mình được smart tha viên ban trang bao đồ bồ chí nó bây giờ quan là giải tha quan mình ra các bạn cũng cả tay mà vay viên nó tê và tóm mà đồ ly của bạn đang khuôn vay những khăng là cả tay để viên bạn được ổn định năng hay viên của bạn chụp khasmi để khasmi những cái tờ bạn phượng đợt lần che sọn nâng rồi liệt bài o chẳng hay khasmi những cái prong vay ở đồ ly song sắc vay chẳng hay khasmi của bạn sửa đồ ly tha ta vì prong cho tranh nơi đại viên ở nơi vậy chẳng hay khasmi của bạn tuột ở đồ ly nhưng mà chương chưa có đá mốc thuê vì sập bắt tư hay khasmi của bạn này vậy tha quan năng nâng vay ở đồ ly rồi hồ đó bên nào đồ ly những prong này vậy cho tranh tóm mà đồ ly của bạn đang khuôn lang vay chẳng hay khasmi của bạn sửa vì tha ta vì prong cho tranh nơi đại đồ ly nó cứ vì ở cho tranh chẳng hay vì của bạn lột từ vay khasmi bản thân cái tờ bạn khasmi những prang bạn còn cả tê vay ở đồ ly nó sập tiền
បន្ទាប់មកខាសមីក៏បានហៅលោកគ្រូពេទ្យមួយឲ្យពិនិត្យមើលព្យាបាលរបួសរបស់ខ្លួនហើយខាសមីក៏បានសុំទោសលោកគ្រូពេទ្យមួយនឹងផងដែរដែលបានហៅឲ្យគាត់មកព្យាបាលរបស់ខ្លួនតាំងពីគាត់នឹងរវល់ដែលលោកគ្រូពេទ្យនឹងគឺគាត់អត់ប្រកែកប្រកាន់អីនោះទេដោយសារតែគាត់នឹងបានព្យាបាលរបួសឲ្យគុណសិស្សការ៉ាតេនឹងយូរមកហើយហើយដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងហើយគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការព្យាបាលរាងកាយមនុស្សចំណែកឯអ្នកហាត់ការ៉ាតេអ្នកហាត់បាគុនឯងគឺមានភារកិច្ចក្នុងការកំទេចមនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់មកព្យាបាលនៅពេលនោះអដូលីនក៏បានដឹងខ្លួនវិញអញ្ចឹងហើយខាសមីនក៏បានសួរអដូលីនថាតើវានឹងឃ្លានអត់អញ្ចឹងហើយខាសមីនក៏បានឲ្យគុនសិស្សការ៉ាតេម្នាក់នឹងទៅទិញអាហារឲ្យពីនឹងញ៉ាំនៅពេលដែលញ៉ាំរួចអដូលីនគឺមានកម្លាំងវាយវិញអញ្ចឹងហើយវាក៏បានលោតទៅទាត់ខាសមីនមួយជើងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានខាសមីន counter បដួអដូលីនវិញហើយខាសមីនក៏បានសួរអដូលីថាតើវាព្រមចុះចាញ់អត់ដែលខាសមីននឹងបានប្រាប់អដូលីនថាប្រសិនបើវាមិនចុះចាញ់ទេខាសមីននឹងប្រាកដដៃរបស់ខ្លួននឹងវាយកំទេចមកអដូលីនហ្នឹងហើយកដាប់ដៃរបស់ខាសមីននេះក៏អាចកំទេចស៊ីម៉ង3ជាន់បានអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើខាសមីននឹងប្រាកដដៃវាយអដូលីនហ្នឹងទៅអដូលីនគឺវាអាចស្លាប់បានអញ្ចឹងហើយខាសមីនក៏បានសួរវាចុងក្រោយថាតើវាព្រមចុះចាញ់អត់ដែលអដូលីនវានៅតែក្បាលនឹងមិនព្រមចុះចាញ់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខាសមីនដាច់ចិត្តវាយកំទេចមកអដូលីនហ្នឹងទៅហើយខាសមីនក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងជួយព្យាបាលជីវិតអាដូលីនផងដែរក្រោយពីព្យាបាលវារួចអាដូលីនក៏បានដឹងខ្លួនហើយក៏ត្រូវបានសិស្សការ៉ាតេម្នាក់បានប្រាប់អាដូលីនថាខាសមីនគឺបានសុំចុះចាញ់ហើយហើយបានឲ្យអាដូលីនឈ្នះវិញពីព្រោះនៅពេលដែលខាសមីនវាយកំទេចមកអាដូលីននឹងខាសមីនគឺមិនបានប្រើកម្លាំងទាំងអស់វាយទេពីព្រោះខាសមីនគឺមិនអាចតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងវាយសម្លាប់មនុស្សបានអញ្ចឹងហើយខាសមីនក៏បានសុខចិត្តចុះចាញ់ហើយឲ្យអាដូលីនឈ្នះវិញទៅដែលធ្វើឲ្យដូលីននេះភ្ញាក់អាយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះវាគឺជាលើកទី1ហើយនៅពេលដែលវាទទួលបានការឈ្នះនោះគឺវាគ្មានអារម្មណ៍សប្បាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលចាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយអាដូលីនក៏បានទៅផ្ទះរបស់ខាសមីននេះហើយបានលើកជង្គង់សុំចុះចាញ់ខាសមីននេះឲ្យខាសមីននេះឈ្នះវិញបន្ទាប់មកយើងក៏ចូលរបស់បាគីវិញម្ដងដែលថ្ងៃមួយនោះបាគីនេះគឺប្រងទៅសាលារៀនក៏បានឃើញសបុតមួយដែលសង្សាររបស់បាគីនេះបានប្រាប់បាគីនេះឲ្យមករកនាងដែលធ្វើឲ្យបាគីនេះអរយ៉ាងខ្លាំងក៏បានរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីទៅរកសង្សារនោះហើយបាគីក៏បានរត់ទៅដល់ផ្ទះមួយដែលសង្សារបាគីនឹងបានលាក់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យនាងនោះភ្ញាក់អាយ៉ាងខ្លាំងដែលបាគីនឹងបានរកឃើញនាងយ៉ាងលឿនហើយបាគីនេះគឺចង់ធ្វើអីជាមួយសង្សាររបស់ខ្លួនតាមដំបូន្មានរបស់ឪពុករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងហើយសង្សាររបស់បាគីនេះក៏បាននិយាយថាបាគីនេះគឺចង់ធ្វើអីអីជាមួយនាងនោះគឺដើម្បីតែយកកម្លាំងដើម្បីធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងនៅលើលោកអញ្ចឹងហើយបាគីនេះក៏បានប្រាប់នាងថាបាគីនេះគឺមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងនៅលើលោកទេគឺបាគីនេះគឺគ្រាន់តែចង់យកកម្លាំងដើម្បីវាយឈ្នះយូជីរ៉ូដែលជាឪពុករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយបាគីនេះគឺចង់ធ្វើអីជាមួយនាងគឺដោយសារតែបាគីនេះស្រឡាញ់នាងអញ្ចឹងហើយពីអញ្ចឹងហើយបាគីក៏បានទៅថាបនាងហើយពីនាងក៏ចាប់ដើមធ្វើអីគ្នាទៅនឹងហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហ្មងដែលជាដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលកន្លែងឈុតមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជា skip កន្លែងហ្នឹងចោលហើយមែនតើអត់ទេចេញមកឈុតឆៅឆៅតែម្ដងដូចផនអញ្ចឹងនឹងហើយចេះហើយថ្ងៃហ្នឹងមើលប្រកាសអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាមើលកន្លែង episode ទីប្រហែលជា20ណាមើល20មើលលើឈុតដៃហ្នឹងប្រយ័ត្នផងប្រកាសឲ្យមើលម្នាក់ឯងហើយកុំបើកសំឡេងខ្លាំងពេកឈុតហ្នឹងគឺផនសុតសាតហ្មងអត់មានកែមាន skip អត់មានអីទេនឹងហើយអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើអីគ្នាអស់រយៈពេល24ម៉ោងមួយថ្ងៃពេញមកយកតភ្លឺរួចបាគីនឹងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះយ៉ាងណាគីក៏បានមកបបួលបាគីនឹងវាយគ្នាដែលយ៉ាងណាគីនឹងគឺគាត់បានរងចាំបាគីនឹងនៅក្រៅផ្ទះដែលធ្វើឲ្យបាគីនឹងអរគុណគាត់ដែលគាត់នឹងបានរងចាំឲ្យមិនទៅរំខានបាគីនឹងសង្សារអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាគីក៏បាននិយាយថាមិនបាច់អរគុណគាត់នោះទេពីព្រោះគាត់មកលើកនេះគឺដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ចង់វាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាគីនេះក៏បានប្រាប់យ៉ាងណាគីថាបាគីនេះគឺអត់មានអារម្មណ៍វាយគ្នានោះទេពីព្រោះបាគីនេះគឺអត់ចង់វាយគ្នានៅមុខសង្សាររបស់ខ្លួនហើយបានសុំឲ្យយ៉ាងណាគីនឹងបបួលវាយគ្នានៅពេលក្រោយទៅអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាគីក៏បានគម្រាមបាគីថាប្រសិនបើបាគីមិនវាយគ្នាជាមួយគាត់ឥឡូវនោះទេគាត់នឹងធ្វើបាបសង្សាររបស់បាគីនឹងដែលធ្វើឲ្យបាគីខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលយ៉ាងណាគីនឹងបានគម្រាមសង្សាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបាគីក៏បានយកព្រមវាយគ្នាជាមួយយ៉ាងណាគីទៅហើយយ៉ាងណាគីនឹងក៏បានសង្កេតឃើញថាបាគីនេះគឺដូចជាខ្លាំងជាងមុនដែលចំហាយរាងកាយរបស់បាគីនឹងឥឡូវគឺប្រែប្រួលបន្ទាប់មកយើងក៏ជួបដល់លោកអង្ញាធូកូកាវ៉ាវិញម្ដងដែលគាត់នឹងបានមកសាលាហាត់ក្បាច់គុនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានបង្រៀនក្បាច់គុនងឹតដែលសាលាមួយហ្នឹងគឺជាសាលាមួយដែលយ៉ាងណាគីបានរៀនក្បាច់គុនផងដែរដែលលោកអង្ញាមួយហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកជួបលោកគ្រូរបស់យ៉ាងណាគីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានសិស្សបរទេសម្នាក់បាននាំលោកអង្ញាទៅជួបគ្រូរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលតាមផ្លូវនេះលោកញ៉ានក៏បានឃើញថាសិស្សសាលាហាត់បាគុនមួយហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាសិស្សបរទេសអញ្ចឹងហើយគុនសិស្សម្នាក់ហ្នឹងបានប្រាប់លោកញ៉ានថាលោកគ្រូរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺភាគច្រើនល្បីនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានជាមានជនបរទេសជាច្រើនចង់ធ្វើជាគុនសិស្សរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានទទួលលិខិតសរសើរពីប្រទេសជាច្រើនផងដែរ
បន្ទាប់មកលោកអញ្ញាណគាត់ក៏បានជួបលោកគ្រូរបស់យ៉ាណាគីនឹងដែលគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាគឺនីម៉ាត់ស៊ឺហើយបន្ទប់របស់គាត់នឹងគឺសតាវុធដែលគាត់នឹងគឺប្រាប់លោកអញ្ញាណថាគាត់មានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដែរប៉ុន្តែគាត់ជួយចិត្តនៅបន្ទប់ដែលដាក់អាវុធរបស់គាត់ច្រើនជាងហើយនៅពេលផឹកតែនឹងលោកអញ្ញាណក៏បានឃើញថាកញ្ចក់ដៃរបស់លោកតាគឺនីម៉ាត់ស៊ឺនឹងគឺដូចជាកញ្ចក់ដៃតោនឹងដៃនូសើអញ្ចឹងហើយលោកអញ្ញាណក៏បានសួរគាត់ថាតើគាត់បរៀនក្បាច់គុណរបស់គាត់នឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយលោកតាក៏បានប្រាប់គាត់ថាក្បាច់គុណដែលគាត់បង្រៀនគឺជាក្បាច់គុណដែលគាត់បង្កើតដោយខ្លួនឯងដែលវានឹងគឺមានឈ្មោះថាក្បាច់គុណងងឹតដែលនៅក្នុងក្បាច់គុណមួយនេះគឺគាត់បង្រៀនឲ្យចេះប្រើថ្នាំពូននិងចាប់មនុស្សនិងសម្លាប់មនុស្សដែលនិយាយចំទៅគឺជាក្បាច់គុណអាសាស៊ីនអញ្ចឹងហើយលោកអញ្ញាណក៏បានសុំឲ្យលោកតានឹងជួយបង្ហាញក្បាច់គុណគាត់មួយចំនួនឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងហើយលោកតានឹងក៏បានប៉ះបាដល់ធនមួយហើយគាត់បានប្រាដៃរបស់គាត់នឹងស្រូបជាប់បាននឹងជាប់ដែលក្បាច់គុណនឹងគឺជាក្បាច់គុណមួយដែលយ៉ាណាគីបានរៀនចេះពីគាត់ដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាយ៉ាណាគីនេះគឺជាគុណសិស្សមួយដ៏ឆ្លាតនិងពូកែជាងគេដែលគាត់បានបង្រៀនដែលយ៉ាណាគីគឺមិនសឹមតែរៀនក្បាច់គុណរបស់គាត់ចេះទាំងអស់នោះទេយ៉ាណាគីថែមទាំងយកក្បាច់គុណនឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតហើយយ៉ាណាគីពូកែខ្លាំងជាងគេគឺខាងប្រាសណាំពូលដែលណាំពូលរបស់យ៉ាណាគីគឺសាហាវមែនទែនរហូតដល់ទវៀងធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាត់ដៃរបស់គាត់ចោលដើម្បីកុំឲ្យណាំពូលនឹងជ្រាបចូលខ្លួនរបស់គាត់ហើយយ៉ាណាគីបានប្រើប្រាស់នៅការយកដឹងអំពីណាំពូលនឹងយកទៅធ្វើឲ្យដៃរបស់ខ្លួនខ្លះទៅជាដៃណាំពូលដែលជារហស្សនាមួយរបស់យ៉ាណាគីហើយការរៀនដៃណាំពូលមួយនឹងយ៉ាណាគីគឺបានប្រើសារល្អិតដែលមានជាតិពូជយ៉ាងខ្លាំងយកទៅកិនចូលគ្នាជាមួយនឹងរុក្ខជាតិណាំពូលហើយលាយវាជាមួយនឹងដីខ្សាច់ហើយបន្ទាប់មកយកដៃនឹងវាយចូលក្នុងដីខ្សាច់នឹងដើម្បីឲ្យណាំពូលនឹងជ្រាបចូលដៃហើយយ៉ាណាគីនឹងបានធ្វើអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យដៃរបស់ខ្លួននឹងក្លាយទៅជាដៃណាំពូលហើយក្បាច់គុណដៃណាំពូលនេះគឺជាក្បាច់គុណមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងគេដែលនៅលើលោកនេះគឺមានតែយ៉ាណាគីមួយទេដែលបានរៀនចេះក្បាច់គុណមួយនឹងបន្ទាប់មកយើងចូលដល់បាគីនិងយ៉ាណាគីវិញម្ដងដែលពីហ្នឹងគឺកំពុងតែវាយគ្នានៅពេលដែលយ៉ាណាគីត្រូវបាគីវាយឡើងបាក់ថ្មិញអស់រួចយ៉ាណាគីក៏បានសរសើរបាគីថាឡើងគឺខ្លាំងជាងមុនហើយអញ្ចឹងហើយយ៉ាណាគីក៏ប្រុងប្រាក្បាច់គុណមួយដើម្បីយកឈ្នះបាគីហ្នឹងដែលក្បាច់គុណមួយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាក្បាច់គុណខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាក្បាច់គុណមួយដែលយ៉ាណាគីបានរៀនចេះពីគ្រូរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូរបស់យ៉ាណាគីក៏បានប្រាប់លោកអញ្ញាណហ្នឹងអំពីក្បាច់គុណមួយដែលគាត់បានបង្រៀនយ៉ាណាគីហ្នឹងដែលក្បាច់គុណនោះគឺមានឈ្មោះថាក្បាច់គុណខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ក្បាច់គុណរំពាត់ដែលក្បាច់គុណនេះគឺវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទន់ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដើម្បីវត្តទៅត្រូវអញ្ចឹងដែលគាត់នឹងគឺបានប្រាប់ថាខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏រំពាត់ហ្នឹងគឺជាអាវុធមួយដ៏សាហាវដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយការឈឺចាប់នៅពេលដែលត្រូវរំពាត់ហ្នឹងវាយម្ដងម្ដងហ្នឹងហើយទោះបីជាមានរាងកាយខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទ្រាំនឹងការឈឺចាប់នៅពេលដែលត្រូវរំពាត់ហ្នឹងវាយផងដែរហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាក្បាច់គុណនេះគឺជាក្បាច់គុណមួយដែលមិនអាច counter បានយ៉ាងហើយយ៉ាងណាគេនឹងគឺប្រុងប្រាក្បាច់គុណនេះដើម្បីយកឈ្នះយ៉ាបាគីហើយដើម្បីប្រើក្បាច់គុណមួយហ្នឹងជាដំបូងយើងត្រូវតែសម័យមើលរាងកាយរបស់យើងខ្លាំងទៅជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដើម្បីវាត់អញ្ចឹងហើយយ៉ាណាគីនក៏បានប្រើដៃរបស់គាត់នឹងវាត់ទៅលើស្មារបស់បាគីនធ្វើឲ្យបាគីនរលត់ស្បែកស្មារហ្នឹងហើយបាគីនហ្នឹងក៏ប្រុងប្រើជើងដើម្បី counter វិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានយ៉ាណាគីនហ្នឹងវាត់ទៅជើងមួយទៀតដោយសារតែក្បាច់គុណមួយហ្នឹងគឺមិនអាច counter បានទោះបីជាប្រើដៃប្រើជើងការពារក៏ដោយបន្ទាប់មកយ៉ាណាគីក៏បានវាត់ទៅលើកដៃរបស់បាគីធ្វើឲ្យបាគីនឹកឃើញរឿងមួយដែលបាគីនឹងគឺក៏ស្គាល់ក្បាច់គុណមាននឹងដែរដែលធ្វើឲ្យយ៉ាណាគីនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបាគីនក៏បានប្រាប់គាត់ថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងឪពុករបស់បាគីនឹងបានបង្រៀនក្បាច់គុណសែកវ៉ាត់មាននឹងឲ្យបាគីចេះហើយយីជីរ៉ូនឹងបានប្រាប់បាគីថាក្បាច់គុណមាននេះគឺសម្រាប់ឲ្យតែមនុស្សស្រីប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះយើងជាប្រុសយើងគួរតែកំប្រាអីប៉ុន្តែដោយសារតែបាគីបានរៀនចេះក្បាច់គុណនឹងតែហើយបាគីគឺប្រងប្រាក្បាច់គុណសែកវ៉ាត់មាននឹងទៅ counter យ៉ាណាគីនឹងវិញហើយនៅពេលដែលបាគីប្រុងកាច់បំបាក់ដៃរបស់យ៉ាណាគីដើម្បីយកឈ្នះមួយហ្នឹងអាជ្រុលស្គីនក៏បានមកវាយបាគីសងសឹកវិញដែលវានឹងគឺបានលួចចេញពីគុករបស់វាទៀតអញ្ចឹងហើយបាគីនេះគឺប្រុងយកឱកាសមួយហ្នឹងដើម្បីវាយអាអ្នកទោសពីរនាក់ហ្នឹងដើម្បីយកឈ្នះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអាជ្រុលស្គីនក៏បានលោតទៅវាយមុខរបស់បាគីប៉ុន្តែវាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលមុខរបស់បាគីនឹងអត់រយះស្បែកអញ្ចឹងហើយយ៉ាណាគីក៏បានប្រាប់អាជ្រុលស្គីថាបាគីឥឡូវគឺខុសប្លែកពីមុនហើយដែលបាគីឥឡូវគឺខ្លាំងដែលយើងម្នាក់ឯងគឺមិនអាចវាយឈ្នះបាគីនោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់គឺចង់ឲ្យអាជ្រុលស្គីមួយហ្នឹងជួយសហការជាមួយគាត់ដើម្បីវាយបាគី 2-1 ដ
đã thua ấy sang sao của Baki nhưng Pay đã nên cứ chọn chui Baki đai anh chẳng hay Baki nên gặp bàn prap sang sao của Khloon tham bạch Pay như tê bị prua Api anh cứ mình ai dọc trên hệ bóng bàn lại hay là Pay đã Api anh ở miền này cái hình châu vay Baki nên gặp bàn tới chết Atroski đầm bay Atroski nên vay bàn tay là Pay đã Atroski bóng vay nên Baki nên gặp bàn chạm Atroski cục viên tây gian là ghi vinh thua Api anh đua tôi mới Baki gặp bàn tay chết Api anh hay sai gặp bộ viên ngược lại vay nên tiệt đá Api anh cứ thơ plơ plơ đắng gặp tới bàn Baki tiếp bộ viên mà gặp liền hay sai cầm liền bộ viên thả Baki nâng vay Api anh ở tục của liệt tài mà đong nên bên nước gian anh ghi cốt gặp bàn ngược lại hay cốt gặp bàn như vậy thả Baki anh cứ khăng bàn tay cốt cứ mình vô nơi mùa hai đại Baki để tôi bàn tham pô nó bây giờ đây thì mỗi mình được sai chỉ lực đồng bông nó tê hay gian anh ghi ngược quát ngọc phòng đại thả ta hay đại ban chỉ đại nam pô bọc quan mà mình bị sát tập hiệp tại lực Baki đại quan nó cứ bàn phạt đại nam pô bọc quan nó vay là lột bay Baki hay hay mấy cọ Baki nhưng mình tới nam pô tiền chân chẳng hay Baki gặp trong tàu vay gian anh ghi bàn tay gặp tới bàn quan nó chặt đại counter làm bay ở Trotsky nó vay Baki bản tay Baki của bạn kịch toán thua ở Atroski nên vay trong Yanagi nên vinh và tổ mốc Baki của bạn tọt Atroski một chiến thua ở Baki nên chứ nè nó bên nước Pro Hanayama của bạn mốc đại quán nó cứ bàn mơ Baki nên vay khá đại quán nó khơi Baki nên là lời cứ khăn khiến môn nó bên đại chết lành xây những ca bia sống xa bọc luôn năng nó bên nước Baki nó có bàn một chút những giấy dưới mùi Pro Hanayama đại Pro Hanayama nó bàn ốp ốp xa tơ đó Baki để bàn cầm lắng khăn khiến môn bản tay Baki của bạn Pro Pro Hanima tha nhom lấy ghi lên trong khay để chia một nước khăn lên lục tiết hai đã lấy nó cứ nhom trong tay mình cũng lăng ở khăn là bay cà phê sang sạt bọc nhom tay bên nó nửa bên nó Yanagi là chốt skin của bạn đang khuôn lăng vinh hay gặp rong vay cái tiền bản tay Baki nó cứ lên trong vay hiểu mùi bộ áp pin tiết hai chẳng hay Baki nó của bạn bỏ sang sạt bọc khuôn rồi bắt tay tụi ở Pro Hanima nó đặt sai đường pin nhẹ năng chẳng hay pin nó của bạn trong tim khuôn vay bản tay Pro Hanima quật ở miền đồng vay như tên chẳng hay quật của bạn đa chính tập bắt tay nó so tài Trotsky là Yanagi hay là bên những Yanagi thì có bạn dùng đại quân nó cứ mình được mang thai quân nó cứ tới không mình vay là ngắm một đoạn nạn đi so và tôi mới nhưng chưa đợi đồ lý viên đoán đại viên là Kasumi lấy cứ bằng khai chỉ mất phía hai hay Kasumi nó bạn chui nó mà đồ lý từ cục bùng phai nằm bay ở viên nó cái chinh bị tê chụp nằm bay đọc lại lẽ luôn đại đồ lý nó cứ việc bạn Okun Kasumi nó dạng khăn hay việc của bạn xong ở Kasumi nó chui vào đến các bạn con gạt tê viên môi nằm bay thôi chỉ mất được phép nằm cả đăng con đọc Kasumi nằm đại Kasumin cứ ban vô prom chẳng hay Kasumin có ban mùng riêng có bạch vay đổi biếp cả tê môi ở đồ lý năng đại đồ lý cứ bị ban riêng chơi dạng lươn và tôi mắc việc từ đó bê đạt đồ lý trên nhầm nay chẳng hay Kasumin có ban ai sai của bạch mai tờ đồ lý năng đầm bay thua chỉ cả đầu ai về đại đồ lý cứ ban ở con Kasumin năng đại nơi bê đạt đồ lý lăng lửa tụ rút việc của ban chụp Yanagi đại Yanagi cứ khăn là đồ lý dạng khăn đại viên năng ban cho tranh hay chu rung cho mùi sát râu chẳng hạn đồ lý của ban sai hay là dây tha hãy một dạng ngay rồi anh cứ đầm bay một đi lành men đại thua ở đồ lý như sao chẳng hay Yanagi của ban trim khuôn prong vay ở đồ lý năng bản ta đồ lý cứ việc ban lươn chiên chẳng hay việc của ban cục cái chọn bản ta năng chu từ một Yanagi rút việc của ban pra của bật lẽ năng vay bản ta có tới ban Yanagi năng pra đây nằm po năng vay chu này ở đồ lý năng thua ở này bảo viên năng mơ lên khơi chẳng hạn đồ lý có ban pra cầm bật lẽ là bảo viên thằng off chính hay pra lên làm bay xoay rồi Yanagi năng bản tay việc gặp tới ban Yanagi nâng cục sai của bạch máy chong coi đồ lý nâng chẳng hạn đồ lý có ban pra đầy gặp lưng ở bảo viên nâng mặt Yanagi mặt đầy rồi gặp tới ban Yanagi nâng mặt mặt đầy sẽ bị lừa tục vinh hay gặp tới ban sai của bạch nâng chong coi phòng đầy chẳng hạn đồ lý có ban chi diêm tông sai nâng lăng lừa tục vinh hay việc gặp ban khương Yanagi nâng cảnh nơi xa mà đầy hay Yanagi nâng ban bình dựa bạch đồ lý tha nơi bà tê chụp bó nâng tăng bì dù lông nằm bằng hai nâng nạc cảnh nơi xa mà đầy cư tang tại cách các ba phụ sam lấy na đại bắt bóng kia chung mua nâng kia từ dù hay ở đồ lý nâng ở lớn nâng cứ ban cho trang cho mùi sạch trâu hay thuở về nâng bắt bóng kia chung mua hai chẳng hay gian năng ký nâng cứ prong cách các ba đồ lý nâng chẳng hay đồ lý nâng việc của ban dọc đây bộ viên rong đai sam lấy nâng ban sam lấy để thuở gian năng ký nâng chạm ai dạng khăn đại đồ lý nâng cứ việc ban lệ đại trong khăn đây bộ viên để thuở gian năng ký khăn chẳng hay gian năng ký của prong cầm đong tiết bản ta đồ lý nâng cứ về lỡ cứ khoác này những song khang thứ hai hay việc mình là rộng vay ấy thì tên chẳng hay việc của bạn tâm lạc luôn cho tức một bắt tay và tôi muốn dân chung một đòi Trotsky vinh đoàn này nên bây giờ việc đa tám lớn nên việc tự bán chạy nhưng mà bố vay này đã Trotsky nên mơ thật chạy tới cứ khơi thả vì nó cứ bật chữ khăn mình tên đã Trotsky nên việc mình kết thả vì anh dọc trên hạ bán tê mình tên là sao đây việc ở trong mà múc chẳng hay việc của bạn vô prom từ tám chạy nằm bây rồi lại sẽ ngắt vay này tới Ready go の電池切れちったさ。
本当は闇ショック。化け物、負けたくない。ごめんなさい。រៃពីចែកវាយឆ្នះអាស្រូស្គីរួចអាតាមម្នាក់ជាដែលត្រូវបានអាស្រូស្គីនឹងវាយឡើងតិចមកអស់ហ្នឹងគាត់ក៏បានមកអរគុណចែកដែលគាត់ដែលចែកហ្នឹងគឺបានជួយសងសឹកឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនចែករបស់យើងតទៀតដែលគេបានចាំអាស្រូស្គីទៅទីលានប្រកួតមួយដើម្បីឲ្យវានឹងបន្តវាយគ្នាជាមួយចែកតទៀតដែលនៅក្នុងទីលានប្រកួតហ្នឹងគឺមានហ្វេនជាច្រើនដែលបានមកមើលអាស្រូស្គីនឹងវាយគ្នាហើយនៅពេលនោះហ្នឹងលោកអញ្ញាធូការបានក៏បានមកដែលធ្វើអាស្រូស្គីនឹងសួរលោកអញ្ញានឹងថាតើនេះគឺជាផែនការរបស់គាត់មែនដែលបានលួចចាប់វាមកវាយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកអញ្ញាក៏បានប្រាប់អាឈូស្គីថាវាមិនអាចវាយគ្នាក៏បានដែរប៉ុន្តែវាត្រូវតែសុំចុះចាញ់ជាមុនសិនប៉ុន្តែបើវាចង់វាយគ្នាទៀតវាអាចបន្តវាយគ្នានៅទីលានប្រកួតរបស់គាត់ក៏បានដែរដោយប្រើកដាប់ដៃសុទ្ធហើយដោយសារតែអាឈូស្គីកាលពីមុនបាននិយាយថាវាអាចវាយនៅទីណាក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយលោកអញ្ញាក៏បានយកទីលានប្រកួតរបស់គាត់ហ្នឹងមកឲ្យវាវាយនៅទីលានហ្នឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអាឈូស្គីនឹងយកព្រមវាយអញ្ចឹងហើយលោកអញ្ញាក៏បានចាក់ចេញឲ្យទុកឲ្យពីហ្នឹងវាយគ្នាទៅហើយមុននឹងវាយគ្នានឹងចែកក៏បានប្រាប់អាឈូស្គីថានៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះអាឈូស្គីគឺវាអាចលួចប្រើល្បិចឬក៏យកអាវុធមកវាយបានដែលការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតដែលវាវាយចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងហើយអាឈូស្គីក៏បានសែកបញ្ចេញកម្លាំងហើយក៏បានលោតទៅវាយចែកទៅនៅពេលចែកក៏អាឈូស្គីរួចអាឈូស្គីក៏វាបាននិយាយក្នុងចិត្តវាថាមុននឹងវាយគ្នាជាមួយចែកហ្នឹងគឺវាដឹងហើយថាវាមិនអាចយកឈ្នះចែកបាននោះទេអញ្ចឹងហើយវាក៏បានលួចយកដីគោមួយដើម្បីប្រើធ្វើជាអាវុធប៉ុន្តែនៅពេលនោះហ្នឹងវាក៏ត្រូវបានចែកទាត់វាមួយជើងប៉ាំងឡើងលើអញ្ចឹងហើយចែកក៏បានប្រាប់ឲ្យវានឹងចុះមកចូលទីលានប្រកួតវាយគ្នាវិញប៉ុន្តែមុននឹងវាចូលខ្សែវាវិញវាក៏បានលួចយកឈើជ្រត់របស់តាចាស់មួយមកធ្វើជាលំពែងដើម្បីចាក់ចែកដែលចែកនឹងបានប្រាប់វាថាលំពែងនេះគឺវាអត់ប្រយោជន៍នោះទេអញ្ចឹងហើយអាឈូស្គីក៏វាបានចាក់ចូលពោះរបស់ចែកប៉ុន្តែវានឹងគឺចាក់អត់ធ្លុះនោះទេដែលធ្វើឲ្យអាឈូស្គីភាពអាយយ៉ាងខ្លាំងដែលវាមិននឹកស្មានថាចែកនឹងបានហាត់រាងកាយឡើងខ្លាំងដល់ហ្នឹងសោះអញ្ចឹងហើយតជ្រក់អាឈូស្គីក៏វាបានយកដីគោដែលវាបានលាក់ទុកនឹងយកគប់ចូលមុខចែកប៉ុន្តែចែកក៏បានខំដីគោនឹងជាប់ហើយបានខំកំទេចដីគោថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអាឈូស្គីនិយាយថាចែកនឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សទេបន្ទាប់មកចែកក៏បាននិយាយថាចែកនឹងគឺលែងមានអារម្មណ៍វាយជាមួយអាឈូស្គីទៀតហើយអញ្ចឹងហើយចែកក៏បានហើយឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធថ្មីមួយទៀតមកជំនួសខ្លួនដែលអ្នកប្រយុទ្ធមួយហ្នឹងគឺចែកបាននិយាយថាអ្នកគឺស័ក្តិសមវាយជាមួយអាឈូស្គីជាងហើយអ្នកប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាហ្គាយ៉ាដែលក្បាច់គុណរបស់គាត់ប្រើគឺគាត់ជាគេប្រើនៅអ្វីៗជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មកធ្វើជាអាវុធហើយដោយសារតែគាត់មើលពីក្រៅទៅឃើញថាអត់សូវខ្លាំងដូចជាចែកធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានជេរដីគាត់ហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវាយដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលកាលពីមុនហ្នឹងគាត់គឺបានវាយលបាគីនឹងឡើងជិតងាប់ទៅហើយហើយដោយសារតែគាត់ធន់ទ្រាំនឹងការដៀលពីអ្នកទស្សនាពេលគាត់ក៏បានប្រើកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងស្រែកធ្វើឲ្យទីលានប្រកួតនឹងស្ងាត់អស់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរអាឈូស្គីថាគាត់នឹងគឺបានលើកថាអាឈូស្គីនឹងគឺវាប្រកែកខាងប្រើប្រាស់អាវុធនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តមើលដែលគាត់នឹងបានរកកបិតនៅក្រោមដីយកទៅគប់អាឈូស្គីរួចនៅពេលដែលវាប្រុងរត់ទៅវាយគាត់នឹងគាត់ក៏បានប្រើកំភ្លើងបាញ់ធ្វើអាឈូស្គីភាពអាយយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់អាឈូស្គីថាកំភៃអីវាព្រោះគាត់អត់ជាតិវាយប្រើកំភ្លើងនោះទេហើយគាត់នឹងគឺជាតិវាយដោយប្រើធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាដីខ្សាច់នៅក្នុងទីលានប្រកួតនឹងជាដើមនៅពេលគាត់គប់ដីខ្សាច់តែអាឈូស្គីអស់កម្លាំងរួចគាត់ក៏បានចាប់ដើមប្រើនៅក្បាច់គុណរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងគឺបានគប់ដីខ្សាច់ពេញទីលានប្រកួតមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យអាឈូស្គីនឹងមើលឃើញហើយគាត់ក៏បានចូលទៅបំបាំងកាយនៅក្នុងដីខ្សាច់មួយហ្នឹងធ្វើឲ្យអាឈូស្គីនឹងវាយគាត់អត់បានអញ្ចឹងអាឈូស្គីក៏វាបានថាឲ្យហ្គាយ៉ានថាឲ្យគាត់នឹងចេញមកវាយគ្នាជាមួយវាដូចជាកូនប្រុសមកអញ្ចឹងហើយហ្គាយ៉ានឹងគាត់ក៏បានទាត់ប៉ុងអាឈូស្គីហើយបានប្រាប់វាថាចំពោះគាត់វិញការវាយគ្នាគឺជាការវាយគ្នាស្លាប់រស់អញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាអាចប្រើនៅមជ្ឈបាយអ្វីវិញដើម្បីយកឈ្នះទោះបីជាមជ្ឈបាយមួយហ្នឹងគឺវាកំសាកលាក់ខ្លួនក៏ដោយហើយបន្ទាប់មកហ្គាយ៉ានឹងគាត់ក៏បានកំបាំងកាយទៀតហើយគាត់ក៏បានលួចទៅខ្សឹបប្រាប់អាឈូស្គីថាគាត់នឹងធ្វើទរណកម្មវារហូតដល់វានឹងព្រមចុះចាញ់
もう隠れる必要もなくなった。ヘビトピコールはトゥルスキーが蹴るかバンチョブリアクルーンティアンはゴッドバンタウトッポンがトゥルスキーハイハイタイムドン。長い範囲にもその差トゥルスキーメンテンダイビータイキトッポンランマーノイドンはいクロピックアウィアンアタンバイティアン。ヘビトマゴッドバンプラバトゥルスキータンナクノンリアペイドンティーコアンウェイビアムドン。攻撃は10秒に一度。君は暗闇の中で9 8 7 1 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
chăng tới đời viên nó cứ ban phai khlanh nâng gaia nó nhàng khlăng nhưng chăng hay chnao nẹ tô 5 nẹ nó cứ 4 nẹ nó cứ ban squal nư ruchit chăng tới hay nư sọt tại Yanagi mụ nẹ ảnh tê chnao Yanagi វិញ vi trâu ban lục ta Shibukawa nâng ới bọt nat khnia tới vây khnia chi lực chong krai đai quọt nó cứ chong bành chọp nư kumnum kum khnia ở rọ pê chi chran chnam nâng mục hay chăng hay quọt cũng ban hau ới Yanagi nâng mục vây khnia chmuoy quọt chi lực chong krai đâm bây yok nẹ chnea bạn ta nãy đã cất công phong tại đa tới cái lãnh vay khné cho mối gian gì nâng cất có ban sớm mấy khung thuyền mối dạng thôm một riêng riêng ở lại cất từ đại ca sớm mấy nâng cứ miền này tha bớt sân và cất tới vay mối gian gì cất nâng chăng hay hay ca bị muốn nâng cất có ban sớm mấy khung chăng đại nãy đã cất vay cho mối chèn đại cất nâng cứ ban khung thuyền mối riêng riêng cất ở lại cất tới vay cho mối chèn hay nãy đã cất chô tới vay cho mối chèn tới cất cứ ban vay chăng chèn đại tăng bị pê nâng móc cất có ban đăng tha ca sớm mấy riêng riêng nấy cứ việc bằng hàng tập của quạt tha từ đầu nó cứ vía khăng pek được cả quạt mình anh giúp chia bàn nốt tê hay là nó thuê mình nó cứ bám phía dưới tập bài quạt nó có mọi từ mình ta nạp nó nó khi buka ván có bàn nó khơi nó bị sầm đầy bao lục lụa bao quạt đại quạt nó cứ bám tập khi buka ván tha nó không mấy nhẹ đại không mấy bao bịt sát cứ tay tại chơi chuyện này dễ tha luôn anh chia một đường cao bao quạt hay tụi bây chỉ không plang ngày nào có đấy có mình anh tập chuyện mình nữa đại dương mình anh giúp chia bàn nốt đây chẳng hay cốt của ban tăng chết mình tọt đại châu từ một tiệt mình ta nó pe nó cốt của ban sao mày khinh tức một dạng thôm mũi một đi đang quạt tiệt chỗ này ai đang ghi mình cứ gọi cùng phong tại chăm chỉ buộc vào một vài khnề mình ta nó pe nó còn miếng bùa rót đọc ba pua sọ sọ mình nè đại quan nó cứ mình chú tham một thợ bề đại quan nó cứ chỉ nhận hạt bạch quân đầu bậc cai mình nè đại quan bậc cai khang prà vốn đôi chị đai nâng lồng pen chị đai hay một thợ bề còn mong luôn ý cứ làm bề một vài giờ mỗi đang ghi để sao đại quan khinh thay đang ghi em sẽ trâu vay chẳng hay cốt còn một vài giờ nữa chỉ buộc vào bên từ ពេលវាយានាគីរួចមកធូបេនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់យានាគីថាគាត់នឹងថាយានាគីនឹងមានបបិសោតវាយច្រើនជាងគាត់ហើយប៉ុន្តែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយានាគីវាយចាញ់នឹងគឺដោយសារតែយានាគីនឹងគឺគាត់ពឹងពាក់ទៅលើអាវុធតែមួយចំណែកឯមកធូបេវិញគឺគាត់ចេះប្រើអាវុធគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងឲ្យធ្វើគាត់នឹងស្រួល counter យានាគីនឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែយានាគីគឺនៅតែអត់ចិត្តហើយចង់បន្តវាយទៀតដែលយានាគីនឹងគឺភ្លេចថាមកធូបេនឹងគឺគាត់ប្រកែកខាងប្រើអាវុធហើយយានាគីវិញឥឡូវគឺមានតែដៃនាំពូមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយមកធូបេគាត់ក៏បានប្រើកដៀវកាប់ដាច់ដៃយានាគីចោលធ្វើឲ្យយានាគីនឹងលែងមានអាវុធមកវាយតទៀតអញ្ចឹងហើយមកធូបេគាត់ក៏បានដកដាវចេញពីជើងយានាគីរួចហើយក៏បានសួរយានាគីជាចុងក្រោយថាតើព្រមចុះចាញ់នៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះនឹងយានាគីក៏បានប្រាប់ឲ្យមកធូបេនឹងមើលទៅក្រោយដែលធ្វើឲ្យមូតូបេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្នកនៅក្រោយគាត់នឹងគឺជាយីជីរ៉ូអញ្ចឹងហើយមូតូបេនឹងក៏ប្រុងយកដាននឹងកាប់យីជីរ៉ូអញ្ចឹងហើយយីជីរ៉ូនឹងក៏បានថាឲ្យមូតូបេនឹងថាអាល្ងងហើយក៏បានប្រាំរៀបដៃនឹងកាច់បំបាក់ដៃទុកយ៉ាងងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យមូតូបេនឹងយ៉ាងណាគីនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកយីជីរ៉ូក៏បានដាល់ទៅគិតយ៉ាងណាគីហើយក៏បានប្រាប់យ៉ាងណាគីថាវានឹងគឺចាញ់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាគីគឺនៅតែក្បាលរឹងហើយក៏បាននិយាយអាប់អបយីជីរ៉ូនឹងថាជាមនុស្សខ្លាំងលើលោកប៉ុន្តែយីជីរ៉ូនឹងគឺអត់ជួយគិតរឿងអាប់អបនេះទេហើយក៏បានប្រាប់យ៉ាងណាគីម្ដងទៀតថាវានឹងគឺចាញ់ហើយតាមវាព្រមចុះចាញ់អត់
ដែលធ្វើឲ្យយ៉ាណាគីនឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយមូថូបេនឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមប្រាប់យ៉ាណាគីនឹងកុំឲ្យតវ៉ាជាមួយយូជីរ៉ូអីប៉ុន្តែយ៉ាណាគីនគឺនៅតែស្ដាប់ហើយក៏បានប្រាប់យូជីរ៉ូថាហែងនឹងមិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយរឿងអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ក្នុងការប្រកួតនេះទេដែលធ្វើឲ្យយូជីរ៉ូនឹងក្រែងយ៉ាងខ្លាំងហើយយូជីរ៉ូក៏បានប្រាប់មូថូបេថាយ៉ាណាគីនឹងគឺវានិយាយថាអញនឹងគឺគ្មានសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយរឿងអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ក្នុងការប្រកួតនេះទេដែលវានឹងគឺនិយាយត្រូវហើយដែលធ្វើឲ្យមូថូបេនឹងជាប់អាយយ៉ាងខ្លាំងហើយយូជីរ៉ូក៏បានបន្តនិយាយតទៀតថាការប្រកួតមួយនេះគឺជាការវាយគ្នាដោយសេរីដែលគ្មានវិន័យឬក៏អញ្ញាក្តារនោះទេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលចាញ់ឬឈ្នះគឺសម្រេចទៅលើអ្នកដែលវាយនឹងហើយនៅពេលនោះលោកតាឈីប៊ូកូវ៉ាក៏បានមកហើយគាត់ក៏បានដឹងនៅមូលហេតុនៃការសម័យសម័យរីរៀងរបស់គាត់គឺសារតែយូជីរ៉ូសោះហើយគាត់ក៏បានឃើញថាយ៉ាណាគីនគឺបានដាច់ដៃនាំពលរបស់វាហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដឹងថាការប្រកួតនេះគឺត្រូវបានចាប់ហើយចំណែកឯយូជីរ៉ូវិញគឺគាត់បានងុយដេកហើយគាត់ក៏បានសុំទៅមុនប៉ុន្តែមុននឹងទៅនឹងគាត់ក៏បានងាកក្រោយហើយម៉ាត់យ៉ាណាគីម្ដាយបែកមាត់ហើយក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលអញថាអញចាញ់គឺអញចាញ់ហើយកុំចង់តវ៉ាមួយអញច្រើនហើយក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ The Living Dong ដែលវានឹងឥឡូវគឺនៅរស់ប៉ុន្តែវាឥឡូវគឺបានខ្វាក់ភ្នែកមើលលင်းឃើញទៅហើយនៅពេលនោះពូអលវ៉ាក៏បានមកចាប់អដូលីនចូលគុកវិញប៉ុន្តែអដូលីនគឺវាអត់ចង់ឲ្យពូអលវ៉ាចាប់វាដល់ងាយស្រួលនោះទេអញ្ចឹងហើយវាក៏ប្រុងតដៃវិញប៉ុន្តែពូអលវ៉ាមើលវាទៅគឺឃើញថាអដូលីនគឺវាគ្មានចិត្តចង់តដៃនោះទេប៉ុន្តែវាគឺចង់ឲ្យគាត់ចាប់វាទៅវិញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដូលីប្រុងមកវាយពូអលវ៉ានឹងពូអលវ៉ាក៏បានចាប់អោបវាជុំហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលភ្នែកវាឃើញថាភ្នែករបស់វាគឺត្រូវបានខ្វាក់ដោយសារថ្នាំពុលហើយបន្ទាប់មកពូអលវ៉ាក៏បានអោបដូលីយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យវាស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងហើយជោគវាសនារបស់ពូអ្នកទោស5នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ដែលអាជ្រុលស្គីយ៉ាណាគីអាស្ពេកអាតាដូរិននិងជាចុងក្រោយហ្នឹងអាដូលីហ្នឹងគឺពួកវា5នាក់ហ្នឹងគឺទទួលបាននៅឬជាចាញ់ដែលពួកវាចង់បានហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ចូលដល់បាគីវិញម្ដងដែលបាគីឥឡូវហ្នឹងគឺស្គមយ៉ាងខ្លាំងហើយទឹកមុខស្អិតស្លាក់ដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងដែលបាគីឥឡូវហ្នឹងគឺមិនអាចញ៉ាំអីបាននោះទេនៅពេលដែលត្រូវថ្នាំពូយ៉ាណាគីរួចហើយសង្សាររបស់បាគីហ្នឹងគឺពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលនាងគឺឃើញរាងកាយបាគីហ្នឹងទន់ខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅហើយបាគីហ្នឹងគឺមិនអាចញ៉ាំអីបានទៀតអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានស្រែកបង្ខំឲ្យបាគីទៅពេទ្យពិនិត្យមើលចំណែកឯពូអលវិញក៏បានព្យាយាមឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងជួយពិនិត្យមើលថ្នាំពូរបស់យ៉ាណាគីហ្នឹងដែលគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺបានពិនិត្យឃើញថាថ្នាំពូមួយនេះគឺវាសាហាវមែនទែនដោយសារតែយ៉ាណាគីហ្នឹងគឺបានផលិតថ្នាំពូមួយហ្នឹងដោយប្រើធម្មជាតិសុទ្ធសាធអញ្ចឹងហើយគឺគ្មានថ្នាំពេទ្យណាអាចព្យាបាលបានឡើយចំណែកឯបាគីវិញគឺសង្សាររបស់បាគីបាននាំបាគីទៅពេទ្យរួចនាងក៏បានប្រាប់ដំណឹងរបស់បាគីឈឺហ្នឹងប្រាប់ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់បាគីទាំងអស់ដូចជាខាសមីរ៉េតស៊ឺប្រូហានីម៉ាឈីប៊ូកាវ៉ានិងដូប៉ូរ៉ូជីណឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមកមើលបាគីនៅពេទ្យហើយបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់សង្សារបាគីហ្នឹងឲ្យត្រៀមចិត្តផងពីព្រោះបាគីហ្នឹងគឺអាចនឹងស្លាប់បានហើយធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តយំយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានរត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅអង្គុយយំទៅនៅពេលនោះក៏មានក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅម្នាក់បានមកសួរសង្សារបាគីអំពីអាគារមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញសង្សារបាគីយំទៅគាត់ក៏បានជួយលើកទឹកចិត្តនាងដែលឲ្យតកតារបស់គាត់នឹងឲ្យទៅនាងដើម្បីលើកទឹកចិត្តនាងកុំឲ្យនាងពិបាកចិត្តខ្លាំងបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅម្នាក់គាត់ក៏បានរកឃើញអាគារដែលគាត់កំពុងតែរកមួយនឹងដែលនៅក្នុងអាគារនោះគឺមានអ្នកបដាម្នាក់ដែលគាត់នឹងគឺចង់បបួលវាយគ្នាដែលបរិមម្នាក់នឹងគឺមានឈ្មោះថា Dave ហើយ Dave នោះគឺគាត់គោរពក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅនឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលក្មេងប្រុសនោះគឺមានឈ្មោះថា Muhammad Ali Jr.ដែលអាលីនឹងគឺជាអ្នកបណ្ដាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលអាដេតនឹងគឺស្គាល់អញ្ចឹងហើយវាគឺចង់សាក់វាយជាមួយអាលីហ្នឹងហាជីមេយូកាស្ត្រេノナイオコロスステップの体勢からハイキックに合わせた右タフなデイនៅពេលដែលវាយឈ្នះរួយអាលីនឹងក៏បានប្រាប់ថាក្បាច់គុណបដារបស់គាត់នឹងគឺមិនមែនជាក្បាច់គុណវាយបដាធម្មតានោះទេអញ្ចឹងហើយយើងក៏មកជួបឪពុករបស់អាលីវិញដែលគាត់នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតក្បាច់គុណវាយបដាមួយហ្នឹងហើយគាត់បានឲ្យឈ្មោះក្បាច់គុណនឹងហ្នឹងថាក្បាច់គុណមហាមេតអាលីអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏មានអ្នកសម្ភាសជប៉ុនម្នាក់បានមកសម្ភាសឪពុករបស់អាលីនឹងដែលឪពុករបស់អាលីនឹងកាលពីមុនគឺជាអ្នកបដាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយដោយសារតែគាត់គឺជញ្ជាស្បែកខ្មៅគឺគាត់គឺត្រូវបានគេមើលងាយនឹងរើសអើងគាត់យ៉ាងខ្លាំងទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងគូប្រកួតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រកាសថាគាត់នឹងវាយឲ្យគូប្រកួតរបស់គាត់នឹងស្លាប់ក្នុងទឹកទី3ដែលគាត់បានធ្វើឲ្យរឿងខ្លាចជាការប៉ັດធ្វើឲ្យគាត់នឹងល្បីល្បាញក្នុងវិស័យបដាក្នុងប្រទេសអាមេរិកមួយហ្នឹងហើយថែមពីនឹងទៀតគាត់ក៏បានជួយដល់ប្រជាជនជញ្ជាស្បែកខ្មៅនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យគេមើលងាយនឹងរើសអើងផងដែរហើយឪពុករបស់អាលីនឹងគាត់ក៏មានប្រវត្តិជាមួយនឹងឪពុករបស់បាគីផងដែរដែលថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់គឺត្រូវវាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបដាលេខ1ក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹង
chẳng hay mình quay khné cột cọ ban nông khné rồi bắc quan nông vật hạt chỉ mùi khné hay dục mùi nhưng nãy đã cột ngọc bông đã ta hạt prán nông cột cọ ban chụp chỉ mùi nương yujiro hay nãy đã quạt chụp chỉ mùi nương yujiro chỉ lực nông bông nông quạt cứ đăng thai yujiro nông cứ khăng mệt tan đã thổi quạt nông lực đại ca pia chỉ mồn hay khăng bắp bì sao nông ca quay khné rồi bắc quan nông cột cứ đại chụp sạt trâu nông khăng đôi chỉ bảy sao yujiro tên chẳng hay vì cứ thổi quạt nông pay prong bây giờ hay cọ ban tìm khuôn vay tạm đòn bản tai tụi bây chỉ cột không prong vay như nãy cọ quạt nông cứ vay yujiro mình trâu đại chẳng hạn như bây giờ tôi cho nó gặp một đội lính có ban su yujiro tha ta chẳng bàn về việc nhóm đại yujiro có ban sai hay quát có ban dễ tha quát cứ chẳng khơi như có bạch quân đội bảo lý đại quát ba mươi ca được luôn ấy nè chẳng hạn một đội lính có ban su tha ta hay ấy ban chỉ yujiro nó đứng thẳng có bạch quân đội bảo quát nó mà mình chỉ có bạch quân vay phải đá thòm ra chẳng hay yujiro nó có ban prap ở một đội lính như tha quát ban mở một đội lính như vay kia hay style vay đội bảo quát nó cứ ai vay counter ban trên đập đá phong trên đập bạch quân phong đại thua ở poker bar lính sáu bài những khăng đại miền nhà đăng thang bạch bạch đá bóc quan đó cứ mình chỉ bạch bạch đá thom đá nút tay bên tai với chỉ bạch quân mua đại cột bằng cao đại khuôn ai nhưng chẳng hay cái poker bar lính cột bằng para bạch quân bóc quan từ vai như mùi chỉ rô tay karang hôn nó bị bằng hai bạch côn được bắt qua rất yujiro nó có ban ở bờ sông xa xa ali giang khang để ban bằng các bạch côn thay mới được luôn anh hay ban ai chung một bạch côn mình đang thay chỉ bạch côn Muhammad Ali mình thay yujiro nó cứ đang thay bạch côn mình cứ về tận pin liền như thế hay một hai nó cứ được xa tại quạt nó ban cái chân bị cao vay sai quạt nó bị đong hay quạt ban chân bị đong thổi liền cài bạch côn nó mình ai prak bạch côn được bắt qua pin liền ban yujiro có ban chẳng hay yujiro có ban chặt đây sao Muhammad Ali tha được sao tại quạt nước ban kicking bị cao vay đã sai quạt bay đòn nó hay tập thua yujiro nó sao quạt được sao tại mù là hai đại quạt ban kicking bị cao vay đã sai quạt bay đòn nó cứ được sao tại quạt nó ban thua cả to quá làm bay ao nhẹ này dụ ban nhập tây am lấy nhau bằng cả chế bạc muối mình chưa thả silver right đại nước không chế bạc muối nó cứ kia ban chui đầu chỉ chun cây cỏ nâng chun chiếc bay mau dạng chan làm bay cầm ao bu kê tơ kê rơ ai nước không tây am lấy nhau đại ca tàu vận bốc quan cứ từ ban chơi chơi để xa tại miền bắc chi chôn am để chỉ cần ban chui support nâng quan tro quạt thổi quạt nâng khai chia nẹp đàn đầu là bài mới nâng phục vụ tàu bốc tây am để để xa tại mùa hai này hai tập thổi yujiro nâng cột sờ xa quạt từ bay chỉ quạt an chừng yujiro quạt đòi hai cha bị pe nâng móc Muhammad Ali nâng yujiro nâng gặp ban khai để kiếm mình nâng khnề hai Muhammad Ali quạt gặp ban su yujiro tha ta đây số máy bao yujiro cứ chia vây đại yujiro cứ mang pháp quạt thả yujiro cứ quạt trong khai thì kiếm nơi đó khăng khai chính kinh nơi lâu tụ bây giờ vượt ấy cầm ai cho khi nào quạt bàn nội đại đại thưa ơi Muhammad Ali quạt nhập ai chẳng khăng hay quạt của ban sùng vợ yujiro từ chụp quân pro bộ quạt đại chi Ali nó bây giờ bọn này hai hai Ali nó cứ chỉ đây sau mày được bộ quạt đầm bay bấm ping nâng bên to đầm này các bạch quân được bộ quạt hay đầm bay các bạch quân mới nâng ping lên cứ bạch quân mới nâng cứ tới tại ai quay nâng counter các bạch quân chỉ mới là tay tiệt bàn bên tay được xa tại quạt nó cứ quật vay tranh bay đón thổi liên cài bọc quần nó tuôn sai mình ai para bạch quân nó ping lên bàn nó tên chẳng hay quạt mình ta sừng khâm từ lời cô nó bọc quạt tai bên nó nó bên nó cô nó bọc quạt nó có bàn từ vay yujiro đã thua ở yujiro nó xa xa nơi cao vay bà lý tô dạng khăng hay có bàn pram niệm đáy toát các bà lý nó thua ở vi dùng chẳng hay yujiro có bàn strike prap tha cùng dùng ấy thua chỉ côn prap cùng trời dùng nó tê hay yujiro nó cứ quạt chẳng khơi cô nó bọc quạt bà kì nó ở khai thị khiêm mà chỉ mùi khăn để mùi à lý tô nâng bạn ta mặc đồ bạch bọn này vinh Muhammad Ali cứ quạt ban này dễ tha trong ngữ không riêng cài bọc quạt nó cứ ca lang để xa tại cô bọc quạt tới vinh trong này ba kí vinh group các ban dễ tha năm pon năm khuôn bọc ba kí cứ ban chỉ pin khuôn ba kí tới hai chẳng hay khmer vậy tại quạt ai chui ban tê mình tại ba kí tê ai chui thuần anh ban hay vậy để dân ai thuê ban nó cứ mình tại buông xuống xong mọi ba kí rùa tai bẩn nó để thuê sang sàn bọc ba kí khôi chết chẳng khăng để nén nó cứ đăng thẹp ba kí nó cứ chết slap hai nó bây giờ ba kí đăng thà không nên nắm pè đấy ai chui khuôn anh ban mình tại khuôn anh chui khuôn anh ba kí nó có ban chạy trình bị pè tư đã thua ở sông sạt bọc ba kí nó khăng nhạc khăng chẳng hay ba kí nó có ban prap sông sạt bọc luôn thà cầm pro ai bị pro này cứ chỉ cà bọc cua đầu viên bong nằm pol bọc lăng ba kí có ban tới chui pu rồi bọc luôn đại quan nó chỉ kết luôn nên thằng prey đại quan nó cứ quan nơi đầu chiếc nằm thòm chiếc chỉ tràn chẳng hay pu rồi bọc ba kí nó có ban mơ liên cài bọc ba kí hay ba kí nó có ban dễ thà nam po mình cứ nam po thòm chiên nhưng chẳng hay group pet cứ mà xóm nam phía ba ban nội tệ nhưng chẳng hay cốt của ban ở ba kí nhưng từng coi mà cả lại hay cốt của ban từ đó nam thòm chiên môi mọc xóm thơ nam ở ba kí nhưng phật hay bắt đầu mà cốt của ban gặp ở ba kí từ từ chạy lên như mũi song sàn bọc luôn hay sầm lại lên như tay cốt mà từ từ sân tư nhập lăng nó về ở ba kí để lót bù rồi ba kí cốt của ban trên một cái hay cốt của ban dễ tha ba kí mũi anh cứ mọc dưới hay xong bây giờ nam thòm chiên bọc bù nó còn ai chui mũi anh ban đây
Bạc lăng ba kì có bàn tầm mơ rung phnom môi để nâng rung phnom nâng cứ sợ tài chứ ân dạ xoa tầng o. Đại ca bị bốn chân nằm môn nâng rung phnom nâng cứ chỉ có lại môi để ba kì bàn hạt các bạch con dùng bộ xoa dạ tầng o nâng. Bạn ta nâng thay môi nâng dư chí rô có bàn mọc xâm lập bộ xoa tầng o nâng nằm bay bà đại ba kì. Đảm bay ở ba kì nâng sọc quát hay không prăng vật hạt nằm bay mọc xong sức từ lời quát vinh. Hãy cho biết nâng môn nâng ba kì nâng có bàn sẵn giá tha nâng lên vai tranh thiệt hay. Bạn ta mọc đỏ lờ vinh riêng cài bộ ba kì nâng cứ chất vai tranh để nâng nằm bồn hay. Nếu bên nó còn miễn xoa dạ mùi mọc đại viên nó cứ chỉ mất phép bộ ba kì. Đại bộ đại bộ viên nó cứ thử dư chí rô xâm lập chào bạch. Chẳng hay viên nâng ba kì nó cứ bàn sẵn giá nê tha nâng không prăng vật hạt ở khăn nằm bây tựa xong sức dư chí rô vinh. Bộ tố mọc ba kì của bàn tựa tế vinh bình ta nếu bên nó còn trừ bàn rơi xư nó quay ai sẵn lọc đại bộ bộ ba kì nó cứ quạt bàn phân phép ai rơi xư nó chui nòm ba kì nó tựa tế chân nằm bây phía ba nằm bộ mới nhằng. Nếu bây giờ họ đọc tới chân rút còn mình cũng sẽ xa liên dịch năng một cổ đồ Rê-xư. Hai kê của bạn ở ba kì nâng xâm đạn đất nằm một tổng mùi. Chẳng này ở Rê-xư vẫn cứ bạn xông ai lực rút bọc luôn nâng ăn ở nhà đất ba kì nâng châu vay nâng thông thô rồi mình mùi đỏ thông nâng nằm một tế chân. Bên tay cổ đồ Rê-xư vẫn cứ bạn ở dạy thai ca bạc cuộc thô rồi mình nâng cứ chỉ ca bạc cuộc đỏ thông mùi nâng một tế chân đại kê thua lăng tầm rồi chân nằm đồ nữ tê. Hai quán nâng cứ bạn lưu thà ba kì nâng ở lấy cứ cầm bông đại trớ nằm bộ chư thêm tiền. Hai quán nâng cứ đăng thà ba kì nâng ai vay bạn được ở nữ tê. Hãy chỉ chọn cái năng lực nông thôn mà nó cứ kia anh nhà ở trên này hạt bạch côn lăng lăng châu vay tại bên đó chẳng hay quạt cứ mình đang ở phía mặt phía của bà kỳ lại chẳng hay đây sư của ban dạy than chẳng lực rú sao ai côn sơ đo lăng là bao lực rú mình nè mà vay cho mỗi bà kỳ tức lực rú đang ở phía mặt phía của bà kỳ hai đại lực rú nó có ban vô prom hay có bậc hay quạt có ban hai côn sơ đo lăng lăng là bao quạt mình nè đại mình muốn thả châu đại viên nó cứ nhìn nhận bên to đầm này thì tua ban nó ra hạt niệm khôi bên to pì đại sư năng chẳng hay đại sư của ban tập tập ba kỳ tha quạt nó cứ ban xôm ao lực rồi bọc quạt nó ăn ở nhà lại ba kỳ những chỗ trong thôn mình mùi bản tam mình đừng chỗ nó quạt cứ trong mới mặt phía của ba kỳ chỉ muốn sân chẳng hay quạt của ban ở ba kỳ những quay những mùi côn sơn đỏ khăn bọc quạt mình nè đại song sản của ba kỳ những cứ ban phải xa dạng khăn bản tam ba kỳ những của ban tập song sản bọc luôn thà cầm phay dây bị pro bong đại sư nó cứ trong chui bong tê hay quạt nó cứ mình tập nốt chết lực bong thà bong nó ai chịu không cả bọc quần đi ban tụi bây chỉ riêng cài bộ bóng thử nằm bộ của đào chẳng hãy bật lãng cạp cuốn của bạn chạp đạt. Cái này là bù dục để nạc thì nàng đà. Yêu xa mai. Nếu bây giờ chỗ nóng vay bà kì ở bàn rút vì các bạn xong cho tranh tay thuở bà kì nhưng khi nè chỗ được thông thôn mà nâng. Chụp lăng rơi sư của bạn thuở ca chụp liên đồ bà kì hay cốt của bạn bình dồn bì thôn mà mình nâng phóng đài để thôn mà mình cứ mình chung thà rai tay. Đã chia thôn mà mình đọc thông những kênh nâng bật tích chân. Hay cốt cứ chọn ở bà kì nâng chỗ vay cho nâng thôn mà mình nâng. Đã xong sát bà kì thả bà kì nâng sắp bà kì chỗ vay chẳng hay rơi sư của bạn bật thà nâng cái chì mà chỗ vay trong cài đại quan nó cứ chọn người ba kí nâng vay làm bay rùa hay như thằng thôn mà nó cứ mình là hạt bạch côn chân chỉ chăn một vay thằng thôn mà nâng hay bạch côn chân nó cứ chỉ bạch côn mới đọc lăng lăng là mình vật rơi ra chẳng hay cao vay nó cứ chỉ chấm hiện làm bông làm bay chui ở riêng cài ba kí do khi thằng nam po mới nâng hay như thằng thôn mà nó cứ kết thôi lăng tam rồi khi nam tam đón tam nó đại vật bảo vía cứ tha ca bị vô luôn nằm một hai nhân miên nè hạt bạch côn chân chỉ chân mình nè ban thôi đầm nà tới thui và rock năng tì cong rôm nằm bay châu tới vay thằng thôn mình mui đại chân chỉ chân mình năng quạt ban tra bạch côn là bọc quạt năng vay do khi nào cứ tới tận on thằng thôn mình năng thui ở nhà hạt bạch côn chân chỉ chân tiết ban nong này một thui và rock nằm bay châu tới vay thằng thôn mình năng thui ở chân chỉ rôm năng chăng thôn mình năng rock nam chẳng hay ăn thịt rôm năng quạt của ban bằng chụp thôn mình năng tới đang bay cầm ao mà một chẳng thấy nhà hàng bay côn chân chỉ cho ban nom kia một bằng ca thôn mình thay mình tiết được năng bật chân đại bộ kê ao mua thôn mình nâng thà lấy tay đại bộ kê ban thôi thôn mình đi lang năng rồi năm tay một đong nằm bay rồi nè khăng đại thôi ba kí nhân đăng thà ta thôn mình đi cứ việc tầm khăn bên na đại thôi ba kí nhân on chân tiết để sát tay riêng cài bọc luôn nó cứ ai quay rồi phía rồi ban chẳng thấy cứ bọc rơi sư của ban sư ba kí chỉ trong cài thà ta cho vay năng thôn mình nâng on đại ba kí nhân cứ ban vô prom bộ tóc mắt rơi sư của ban pháp ba kia ông pipon mình tầm khăn mũi tiết cứ thay dưới chế độ nó có ban châu tự vay thằng thôn mà nâng đài để thua ở trong sàn bộ ba kia nên dùng bị bạ chết bị luôn nên cứ đăng thay cô bộ nòng bộ ba kia nên cứ chọn do nhà phục bộ luôn chẳng hay là bây giờ ba kia đăng thay dưới chế độ châu vay thằng thôn mà nâng ba kia nên cứ nâng vay slap luôn làm bay châu tự thằng thôn mà nâng làm bay vay mở phục bộ luôn hay
hay đi sang tại crew của Resin nó ở score Yujiro có cái bản số concert có tha ta Yujiro nó cứ việc khăng bản nà đại Resin nó cứ bản dễ tha Yujiro nó cứ chìm nó đọc khăng khla đại khi mình nói cái ai bị bản nó tê đại thua crew của Resin nó đăng hay có cái bản sai tha nó thằng thôn mà ní bật cuốn chân rồi bỏ dưỡng có chỉ dọc này Yujiro hai đại thua ba kỳ nó phải ai yang khăng nó bên nó mình cuốn sơ sai linh mà nè có bản một prap là crew bật luôn tha mình pros bạch mà nè trong chỗ thôn mà nâng đài chẳng hay có các bạn được chụp mình prom này đang đại viên nó cứ chìa Muhammad Ali tôi đại quan nó cứ score ở phút bỏ lý đại chẳng hay có các bạn anh nhạt ở vị trí bên tay không lệch khăn môi tha ở viên nó quay nhạc cuốn sách quá chỉ muốn sân đại lý tôi nó có bạn vô prom hay việc các bạn quay nhạc cuốn sách mới đang dạng nghe xua đại thua được luôn sợ xa nữa các bạch quân đại ở phút bỏ lý ba mặt cả hay quan mới tất khơi tha Ali tôi nó cứ ban thua ở bạch quân đã bỏ phút bỏ luôn nó ping lính hai chẳng hay có trong khơi mặt tập hiệp đã bỏ viên nó không thôn mà mình đang phỏng đại chúng này ở ba kỳ vẫn cứ ban kịch không vật hát từ bây giờ đến cái từ năm phút ở đời để ba kỳ này cứ ban vật hát rồi hốt đọc uất chiêm còn mình chụp đài đã thua ở sông sạt bộ ba kỳ nhưng vừa bạ chết từ bây giờ nên không phải ba kỳ ở chụp bên nào có đây có ba kỳ nên mình chụp đài chẳng hay nên có ban chui lực tức chết đọc ba kỳ nên từ lúc đang thổi mình có ban chấp đam đã thổi mình được nick cứ miền trung chết bỏ thế bay nhẹ đôi chia Muhammad Ali tốt Yujiro Hanma nâng ba kỳ Hanma ta ba kỳ ai luôn được ban chơi dùng nhé không thổi mình đi tết từ sân được xịn cào ok chẳng anime ba kỳ được bao nhiêu season mới có tới ban chấp hay nhau có xong ở quân này ở nơi mình tên là ban chú chú sản video này rồi hồi đó chấm hay bạn này ở nơi chú kết video này complete chú kết like này subscribe mình phong hay bạn này ở nơi trong support nhóm này ở nơi ai support tam AVA ban đại lý AVA nông video mới nhắn nâng ngày hay nhau mẹ bạn nắng ngay nhóm tay